Hello, chào các bác, quay trở lại với số phạm huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng cho em xin một nút like nhá. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy tiết kiệm điện nhá. Đây nó sẽ là một cái dụng cụ các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 bình thường cho em. Đó thì con này sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm tối đa từ 30 đến 50% lượng điện tiêu thụ nhá. Đây. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá của nó sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản. Chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa, nóng lạnh TV một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện. Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn. Ổn định điện thế, phòng chống chập cháy, sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó. Thì con này nó sẽ giúp tiết kiệm điện rất là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy nhỏ gọn như này. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp điện 220 bình thường nhá. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá. Đây, nó sẽ là một con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, hàng trong hộp bao gồm là hai đầu như này nhá. Hai đầu rất là đẹp luôn. Hai đầu như này, đầu đúc liền nguyên khối nhá. Hai đầu đúc liền nguyên khối này. Có kèm thêm cho các bác là hai đầu đúc liền và một dây thắt lưng siêu đẹp luôn. Đấy, đây. Chất liệu của nó là da siêu mềm luôn nhá. Chất liệu da siêu mềm, màu thì màu nâu. Đấy, màu thì màu nâu như này. Lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Đây các bác này. Đó, hàng đẹp chấm hết luôn. Hai mặt đúc liền nguyên khối nhá. Hai mặt đúc liền nguyên khối như này. Đấy, và dòng này của nó sẽ là dòng lẫy trượt nhá. Hàng cực kỳ đẹp, chất lượng cho các bác luôn. Giá chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Thắt lưng cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đây nó sẽ là một cái phao nước như này. Thì nước ngập mà 1 sen là cái phao này nó sẽ tự ngắt, rất đơn giản thôi. Các bác cứ xoáy trực tiếp vào cái đầu cấp nước cho em. Đó, nước ngập 1 sen là phao nó sẽ tự ngắt nhá. Rất hiện đại luôn. Giá thì chỉ có 60.000 cái phao nước này thôi. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Đó. Màu thì rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều màu nhá. Màu xanh, màu đỏ các kiểu luôn. Inox 304, hàng 1 lít rưỡi nhá, hàng 1 lít rưỡi. Bình nhiệt quân đội Mỹ, hai nắp inox 304 này. Có lưới lọc viết đàng hoàng nhá. Đấy, đây. Các bác này, đấy, tay xoáy này. Xoáy ra này. Đấy. Có lưới lọc nhá. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi các bác lên mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bút điện cao su nhá. Đây, cái tay nắm của nó sẽ là bằng cao su như này. Đây các bác này, đấy, rất là ngon luôn nhá. Thì con này vừa là tô vít vừa là bút điện được luôn. Và nó rất là sáng như này thì các bác thử thông mạch hoặc thử điện âm dương các kiểu con này đều được luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một chiếc như này nhá. 30.000 cho một chiếc bút cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thớt tre này. Đấy, một cái thớt bằng tre như này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp, mịn màng, ngon lành như này nhá. Hàng cực kỳ là tiện ích cho các bác dùng để thái rau dạ rồi các kiểu luôn. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là 30 nhá. Và cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá. Giá thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá vo gạo nhá. Giá của nó sẽ là 75.000 cho một con giá vo gạo như này. 75k. Thôi được rồi. 75.000 cho con giá vo gạo như này nhá. 75.000. Hàng bằng inox 304. Inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn. Cái này 270 nha. 308 à? Inox 304 nhá, giá sẽ là 75k nhá. 75k. Đó, 75k cho một con như này. 75.000 nhá. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, khi các bác vo thì mình chỉ cần nghiêng đi như này thôi. Nghiêng đi như này là
cái phần nước nó sẽ chảy hết và cái phần gạo nó sẽ đọng lại ở đây, nó sẽ không bị chảy mất gạo nhá, rất sạch sẽ luôn. Ngoài này vo gạo thì mình có thể rửa rau này hoặc đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng ok luôn, 75.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn nhá, đèn cúc áo này, giá sẽ là 30 cành nhưng có đèn cúc áo như này, 30.000. Bấm này nó sẽ lên này, đấy các bác thấy không, đó, rất sáng luôn. Đèn cúc áo nhá, 30.000 cho con đèn cúc áo như này, rất sáng này, các bác thấy không, 30.000 nhá. Đó, lên cho em là đèn cúc áo 30k, có nam châm rồi các thứ đầy đủ luôn. Đó, đèn cúc áo 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ led mẫu cũ nhá, đồng hồ led mẫu cũ 140.000. 140.000 cho con đồng hồ led mẫu cũ như này, có kèm cho các bác cả dây cắm luôn và một con đồng hồ như này, chiều dài thì vào khoảng là 15-17 cm, chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm nhá. Đấy, có dây cắm như này và khi nó hiển thị thì nó sẽ là đúng như như trên hình này luôn, hiển thị số như trên hình này. Giá của Thanh Như Thành cái ra. Giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao vân gỗ nhá. Đấy, một con dao vân gỗ siêu sắc bén như này nhá. Giá sẽ là 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng khâu đầu khâu đuôi này, made in Japan này, 120.000 cho con dao vân gỗ này. Giá siêu rẻ luôn. Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ các bác nhá. Đây, đấy các bác thấy không? Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng siêu sắc nhá. Siêu sắc luôn, giá siêu rẻ. 120.000 nhá. Các bác thấy không? Chất dao khỏi phải bàn rồi. Siêu sắc bén này, Seki là hàng thương hiệu Seki Japan nhá. Đấy, dao vân gỗ cực đẹp luôn, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái này chống đau lưng à, nó gọi là cái gì? Cái tựa lưng nhá, giá là 50 cành, đây là cái miếng mút để các bác về các bác lót vào đây cho em này. Đấy. Còn khi các bác kê thì các bác chỉ cần đặt vào đây này. Đấy. Đặt vào đây sau đó thì mình lắp vào này cho em này. Đó, đây. Rất là đẹp luôn nhá. Các bác có thể đút cái này vào đây. Đấy, đút cái này vào đây cho nó êm. Đấy, cho nó êm cái phần lưng của mình tựa xuống này. Đó, đây. 50.000 cho cái tựa lưng này thôi nhá. Đấy, và cái này nó rất là nhiều cấp độ. Thì khi các bác dùng thì mình có thể tụt lên hạ xuống độ cong tùy theo. Để mình tựa cái này, nó là cái tựa lưng công năng học thì nó giúp cho các bác là chống đau mỏi lưng, đau mỏi cổ rất là tốt luôn. Đấy, các bác tựa lưng cũng được mà làm tựa vào cổ cũng được nhá. 50.000 cho cái tựa lưng như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ là cái sen quạt tăng áp này, giúp tăng áp lực của nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. 90 cành. Đấy, mua sen được tặng kèm dây. Đấy, dây dài khoảng 1m, 2m, 3m. Bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua nguyên một cái dây này cũng phải 30-40.000 rồi. Em ở bên em bán cả sen cả dây có 90.000 thôi. Đấy, mẹ còn có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp, giá chỉ có 90.000 cái bộ sen quạt tăng áp này thôi, 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là vòng bằng vàng 24 carat nhá. Đấy, vòng vàng 24 carat như này. Đó, và ở đây thì có các cái hạt nam châm từ trường. Khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đó. Giá rất hợp lý nhá. Giá hợp lý lắm. Chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40 cành thôi. 40 cành cho một cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Rất là nên dùng các bác nhá. Các bác nào bị huyết áp cao hoặc thấp thì đeo vào một thời gian nó sẽ ổn định nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thanh cài dao nhá. Đây nó sẽ là một cái thanh cài dao như này. Các bác dắt dao vào đây cho em, ngoài ra thì các bác có thể đeo song đeo nồi vào đây rất là tiện luôn. Có kèm cho các bác cả ốc vít luôn thì các bác có thể là bắt lên tường này, bắt vào cánh cửa này hoặc là các bác bắt lên tường. Đấy, sau đó thì mình treo song nồi rồi dắt dao vào đây rất là tiện luôn. Thanh cài dao giá sẽ là 90.000 thôi. Giá chỉ có 90k cho một con thanh cài dao như này thôi nhá. 90.000 cho một cái thanh cài dao như này. Rồi, ok. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic dây nhá. Mic dây hàng của Nhật và của Mỹ. Đó thì con này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, bao gồm cho các bác là cả mic cả dây như này. Đấy, hàng của thương hiệu Tomahawa made in Japan các bác này. Đấy, Tomahawa made in Japan cho các bác luôn. Đấy, mic cực kỳ là ngon luôn, mic thì cầm thì chắc nhá, tiếng mic thì cực kỳ là hay, nghe trầm
trầm và đầm ấm nhá, nghe rất là hay luôn. Đấy các bác thấy không? Đây, Tomahawa. Đấy, made in Japan. Mic của nó thì nó sẽ dài, dây dài khoảng từ 4 5 m nhá. Dây dài từ 4 đến 5 m, dây cũng là hàng nội địa Nhật cho bác luôn. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 250.000 nhá, 230.000 cho cái mic dây như này. Đấy, 230.000 cho cái mic dây Nhật như này các bác này. Đó. Các bác lên cho em đó là mic dây Nhật nhá. Đấy, mic dây Nhật giá của nó sẽ là 230.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, 230.000 bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mic của Mỹ nhá, mic của Mỹ đây. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, mic Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hàng của thương hiệu JBL này. Đấy, hàng thương hiệu JBL, mic Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân mic như này. Đấy, cũng có dây dài khoảng từ 4 5 m nhá. Đấy, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Mỹ này. Đấy, đầu kết nối điện bằng đồng hết này các bác này. Đấy, kết nối bằng đồng hết nhá. Đây, các bác cũng lắp vào cho em là xong này. Đấy, lắp vào cho em. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, JBL nhá, made in USA nhá, made in USA. Đấy, đây là cái đầu mic của nó này. Đầu mic của nó rất chắc luôn, tiếng mic đầm trầm ấm này, made in USA nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con mic Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 280.000 và cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 280.000 cho một con mic Mỹ như này, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. Đấy, nhận hàng các bác có thể cắm vào hát thử và ok thì các bác thanh toán tiền rồi nhá. Ok các bác thanh toán tiền cho em. Đấy, cả mic cả dây như này. Đấy, cả mic cả dây nhá. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 280.000 nhá. 280.000. Đấy, nguyên cái khâu đóng hộp của nó cũng rất là chất lượng nhá. Đấy, nguyên khâu đóng hộp của nó rất chất lượng. Các bác lên cho em đó là mic Mỹ nhá. Đấy, mic dây Mỹ này. Đấy, mic dây Mỹ. Giá của nó sẽ là 280k và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đó thì bên shop sẽ có hai mẫu mic, đó là mic Nhật và mic Mỹ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Các bác lên cho em là ấm pha trà. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, dung tích của 1 lít và có lưới lọc như này. Có lưới lọc này thì khi các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại nước mình cần lọc ở đây thì nó rất là tiện, không bị chảy ra ngoài nhá, không bị rót ra ngoài. Đó, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Inox 316 nhá. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha các cái loại hạt tiết các thứ thì đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con mic như này. Giá của nó sẽ là 110.000 thôi. 110.000 nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Dung tích 1 lít, màu đen rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Đó, ấm pha trà. Giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con ấm pha trà như này, rất tiện ích luôn. Đấy, các bác chỉ cần bỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá. Các bác lên cho em là viên xin lỗi các bác, đó là cái viên tẩy lồng giặt nhá. Đấy. Thì cái này thì nó rất là tiện đây. Ví dụ như là một năm thì các bác nên vệ sinh cái lồng giặt cho em là từ 10 đến 12 lần. Thấp nhất là 10 lần thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 12 viên. Đấy, 12 viên mỗi tháng dùng một lần cho em. Mỗi tháng dùng một lần cho em thì các bác chỉ cần bỏ cái viên này vào thôi. Sau đó thì các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên. Đấy, và cái giá thì bên shop đang cái tẩy lồng giặt này bao nhiêu đấy? 25. Qua lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Đấy, tẩy lồng giặt. Giá của nó sẽ là 25k. Nhà nào cũng có máy giặt rồi, các bác nên dùng thường xuyên cho em để vệ sinh cái máy giặt đi cho nó khỏi vi khuẩn này, khỏi bụi bẩn, rồi nói chung là đa di năng luôn. 25k cho một cái hộp tẩy lồng giặt như này. Cái này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đây nó sẽ là một con đèn ngủ này, vừa là đèn ngủ vừa là có tính năng đuổi muỗi cho các bác luôn. Đó thì các bác chỉ cần cắm vào điện như này thì thứ nhất của nó sẽ là làm đèn ngủ và thứ hai là có tính năng để giúp đuổi muỗi. Đấy, xua đuổi muỗi rất là tốt cho bác luôn. Đèn ngủ đuổi muỗi. Qua lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là đèn ngủ đuổi muỗi này. Đó, đèn ngủ đuổi muỗi. Đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45k nhá. 45k cho cái đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dầu gội đầu hàng của thương hiệu Clear nhá. Giá sẽ là 80.000 cho một lọ như này. Lọ này thì dung tích của nó sẽ là vào gần 450ml các bác nhá. Đấy. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Có hai màu, màu trắng và màu xanh. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy. Màu xanh này thì bạc hà nó sẽ mạnh hơn, còn màu trắng này thì cũng có bạc hà. Nam nữ đều dùng được cả. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Unilever này, Unilever và hàng nội địa của Thái Lan nhá. Đây, Bangkok Thái Lan con này. Đấy, Bangkok Thái Lan. Giá thì sẽ là 80k nhá. 80k cho một lọ dầu gội đầu Thái Lan như này. Đó, dung tích của nó thì sẽ là 450ml các bạn này, 450ml nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
các bác lên mã giúp cho em đó là cái sen cao su nhé. Đấy, đây nó sẽ là một cái đầu vòi sen như này, một cái đầu vòi sen như này các bác này. Đấy, một đầu vòi sen như này có đóng ngắt trên tay như này nhá, có đóng ngắt trên tay và có cái đầu cao su này, thì các bác dùng tắm rửa thì mình kỳ cọ massage nó rất là tiện ích luôn. Đấy, đây, và có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước ở đây nhá. Đấy, và có kèm với các bác là dây nối dây nước đàng hoàng như này, dây nối dây nước, dây cáp dẫn nguồn đàng hoàng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cao su, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, sen cao su, giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ vòi sen cao su như này. Cái này thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn gió bếp ga nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chắn gió bếp ga như này. Các bác chỉ cần đặt lên cái phần bếp ga nhà mình thôi, thì khi mà các bác đun nấu rồi mình sử dụng thì nó sẽ không bị cái gió nó tạt mất gió đi, nó gây cho các bác là hao ga nhá. Thì con này dùng rất là tiện. Lên theo là chắn gió bếp ga, giá là 25k. Các bác chỉ cần đặt vào cái bếp ga nhà mình thôi, đặt vào cái phần bếp ga nhà mình, khi mình đun nấu thì có gió giếc là nó sẽ không bị tạt và các bác dùng nó đỡ hao ga hơn rất là nhiều luôn, và nó giữ cái nhiệt ở trong cái đáy bếp thì khi các bác đun nó rất là tiện ích nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lọ thuốc nhỏ mắt nhá. Đây, lọ thuốc nhỏ mắt này. Hàng này thì sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Đấy, thuốc nhỏ mắt giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, hàng này thì cực kỳ tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật này, bổ sung cho bác vitamin E, B6, N, A và vitamin K này. Đấy, 100% hàng nội địa của Nhật, yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá, giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là thuốc nhỏ mắt, giá sẽ là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhá. Bình 20 dung tích của nó sẽ là 2 lít. Đấy, các bác lên cho em là bình 20 này. Bình 20 dung tích của nó là 2 lít và 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá chỉ có 80k thôi. Chất liệu của nó thì bằng inox 304. Đấy, có nắp đậy nhựa đàng hoàng như này. Các bác có thể dùng để mình đựng các cái loại nước uống, đồ uống rất là tiện ích nhá. Đấy, nắp đậy có gioăng cao su mềm như này, rất là tiện ích, an toàn vệ sinh. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng inox 304 nhá, dày dẫn sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì không có chức năng giữ nhiệt thôi, nó chỉ là một cái bình đựng nước thông thường thôi. Thì các bác có thể dùng để mình đựng nước này, pha trà, pha cà phê, rồi pha các cái pha đựng nước uống, nước lọc, rồi nước chè, nước chiếc các bác bỏ vào đây chưa. Đấy, mình đựng nước uống nó rất là tiện. Bình 20 giá thì dung tích là 2 lít cả vỏ và giá thì chỉ có 80k thôi. 80k cho một con bình 20 như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái ghế hơi này. Đây, một cái ghế hơi, nó sẽ là bao gồm là một cái nhỏ, một cái to như này. Về nhà thì các bác ra cửa hàng mình họ bơm hơi cho các bác là mình sử dụng thôi. 350.000. Lên mã giúp cho em đó là ghế hơi nhá. Ghế hơi giá sẽ là 350k. Thì về nhà các bác mang ra cái cửa hàng sửa chữa xe máy, hoặc nhà các bác nào có máy bơm hơi thì các bác bơm vào cho em. Đó, các bác bơm vào cho em rất là tiện luôn. Đây, nó sẽ to như này. Con này thì cái chiều cao của nó là 1m16 này. Đấy, chiều rộng của nó là 98 này. Đấy, đây, hai chiều đây. Đây nó có cái thông số đây các bạn này. Đấy, thông số đây. Đấy, để cho các bác sử dụng nhá. Nó rất là tiện luôn đây. Thông số này, cao 1m16 này, chiều về sau là 83 này và chiều rộng này là 98 này. Đó, còn con này thì 3162. Đó, hai con nhá. Đấy, đầy đủ các cái thông số đây. Như này để các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em là ghế hơi, giá của nó sẽ là 350.000 cho ghế hơi như này nhá. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy mài gót chân này. Đấy, đây nó sẽ là một con máy rất là tiện, có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đấy, một đầu máy và hai viên đá mài nha. Các bác có thể dùng để mài các cái phần da khô nứt nẻ ở tay này, chân này, rồi các cái phần như là gót tay, gót chân này. Đấy, các cái phần nào các bác hay bị khô này, bị nứt nẻ này, mùa này nồm hanh khô này, các bác dùng cái máy này xem. Đấy, các cái phần mà da nó thừa, da nó chết ấy, các bác mài đi xem. Đó, thì nó vừa vệ sinh này, vừa sạch sẽ này. Đấy, nó tái tạo da, và bên shop có bán kèm cả cái cao ngựa luôn. Đấy, thì một cái máy mài gót chân như này thì giá của nó sẽ là 100 các bác nhá. 100, còn cao ngựa là 30.000. Lên trên là máy mài gót chân, giá của nó sẽ là 100k cho con máy mài gót chân như này đây. Đấy, các bác dùng để mài gót chân này, rồi tay chân đều được hết nhá. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em đó là cái súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Đây nó sẽ là một cái súng như này các bác này. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó là bằng bằng đồng nhá, quận bằng đồng, và hàng này của nó thì nó sẽ là chạy bằng pin sạc nhá, pin sạc rất là tiện. Các bác có thể dùng để massage này, các bắp tay, bắp chân này. Đấy, dùng massage này rất là tiện các bác. Đấy. Máy
máy chạy rất là mạnh luôn và có tới 6 cấp độ nhé. Các bác có thể sử dụng tới 6 cấp độ luôn. Đó. Rất là rất tiện ích luôn nhé. Đó, dùng rất là mạnh luôn. Con này thì giá chỉ có 170.000 thôi. 170.000 cái súng massage này thôi. Và nó sẽ có cho các bác là 4 đầu như này nhá. Đấy, 4 đầu như này để các bác thích sử dụng cái đầu nào thì mình sử dụng. Đấy, đầu nhọn, đầu tròn, đầu đấm đầy đủ cho các bác luôn. 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Đấy, nó sẽ là một cái hình khẩu súng nhá. Hình khẩu súng các bác có thể tự cầm tay hoặc là mượn người khác, ông bà vợ chồng mình đấm thay cho nhau cũng rất là ngon luôn. Đây nó sẽ là mình hình khẩu súng như này các bác này, hình khẩu súng như này. Lên cho em là súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn. Giá sẽ là 170k nhá, 170k cho cái súng thư giãn như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Con này thì sẽ là 100.000. Đấy, hàng thì sẽ kèm sẵn pin cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc là lắp pin vào cho em là xong. Đấy, riêng cái dòng này thì nó đã có sẵn cho các bác một đôi pin rồi. Và bác cứ đặt đây là mình sử dụng thôi. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn nhá. Đấy, mặt của nó là mặt kính cường lực, cân được tối đa lên tới 180kg. Đây em sẽ cân cho các bác xem này. Đấy, cân nặng của em thì hiện tại bây giờ đang là 67 các bác này, 67 cân này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái cân sức khỏe như này các bác nhá. Lên mã cho em là cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 100k tròn, 100.000 cho cái cân sức khỏe như này. Con này thì nó rất là tiện ích, các bác có thể vừa dùng để làm cân sức khỏe này, vừa cập nhật cho các bác cả nhiệt độ luôn. Ở đây nó có nhật cho các bác cả nhiệt độ luôn. Đấy, nhiệt độ là 17 độ C. Đấy, thì một con cân như này giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe giá sẽ là 100.000. Cân sức khỏe này giá sẽ là 100k nhá, 100.000 đến cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá. Đấy, lô này bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là màu đỏ, màu xanh đen và màu đỏ đen nha. Màu đỏ, màu đen và màu inox nhá. Đấy, có màu đỏ, màu đen và màu inox, ba màu như này. Dung tích là 1,5 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. Con này thì dung tích 1,5 lít luôn. Hàng của nó theo mặc định của nhà sản xuất thì là giữ lạnh là 36 tiếng này, giữ nóng là 24 giờ nhá. Đấy, có lưới lọc như này. Ưu điểm là hàng bình to 1,5 lít nhá, inox 304 các bác này, su 304, bình to 1,5 lít, tha hồ thoải mái để sử dụng luôn. Dung tích 1,5 lít luôn. Đấy. Các bác đừng con này để mình đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi phượt đều ok hết nhá. Đấy. Có nắp nhá, có nắp. Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật nhá. Đấy. Hàng quân đội Mỹ. Hàng quân đội Mỹ nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Bình nhiệt quân đội Mỹ, giá thì sẽ là các bác lên trên là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Giá của nó sẽ là 180k. Đấy. Đây mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó, bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá sẽ là 170k nhá. 170 180. 170. 170.000 nhá. 170.000 cái bình nhiệt quân đội Mỹ này. Giá rất hợp lý các bác nhá. Trước là bên em bán 108 giờ chỉ về cho bác 170.000 thôi. 170k. Giá rất hợp lý, quay đeo quay sách đàng hoàng. Hàng chất lượng, giá tốt cho bác luôn. Cái này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hello chào các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship thôi. Đấy, ví dụ như cái nồi lẩu 2 tầng này thì bên shop gửi tới các bác cái giá là 230.000, đã bao gồm phí ship cho các bác luôn, 230.000. Ở đây nó sẽ có 2 tầng như này. Con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng cho các bác là, đây là một con nồi lẩu 2 tầng rất là tiện dụng. Và đây thì sẽ có cho các bác là đây. Đấy. 28 sen nhá, điện 220V này, công suất là 1000W này. Đấy, rất là tiện luôn. Đây, thông số của nó này, 50Hz này. Đấy, công suất 1000W nhá. Có tráng đá chống dính nhá. Cái này các bác có thể dùng để rán này, chiên này, xào nấu này. Đấy, hoặc là hấp này, hoặc ăn lẩu này. Đấy, thì đây nó sẽ rất là tiện như này. Đấy, các bác có thể dùng để hấp, hấp xôi này, rồi là hấp gà, hấp vịt này, hoặc là dùng trực tiếp này để chiên rán xào nấu này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác một cái cáp như này, một cái cáp như này nữa nhá. Đó. Combo cho các bác này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là điều chỉnh số ở đây nhá, số 1, số 2, số 3 này. Đấy. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Dòng này thì nó rất là tiện, cắm điện có đèn báo sẵn luôn. Vung thì bằng kính cường lực như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu 2 tầng. Các bác lên cho em là nồi lẩu 2 tầng nhá. Nồi lẩu 2 tầng này. Nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230k nhá. 230.000 cho cái lẩu 2 tầng. Đó. Các cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái nồi lẩu Osaka. Đấy. Con này thì dung tích của nó sẽ lớn hơn một chút này. Đấy. Đây, dung tích là 3,5 lít này, điện áp 220V, tần số 50Hz và 1360W nhá, 1360W.
Đấy, một con nồi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì nó cũng là dòng đa chức năng nhá. Đấy, công suất của nó rất là khỏe luôn. Con này các bác dùng để chiên rán xào nấu cũng đều ok hết cho anh em nhá. Chiên rán xào nấu đều ok hết. Đấy, combo khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là bao gồm là một cáp này, một cáp có điều chỉnh tăng giảm này. Đấy. Và đây là cái đai để các bác bắt vào cái vung này. Đây cái đai bắt vào cái vung này cho em này. Đó. Và đây là cái nồi các bác này. Đây là cái nồi của nó đây. Đấy, nồi của nó đây. Đấy. Con này thì có dập vân chống dính nhá, dập vân chống dính. Hàng rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, siêu dày dẫn chắc chắn và có quai bê như này. Thì các bác bê này nó không sợ bị nóng này, không sợ bị nóng này, rất là tiện luôn. Đó, và cắm điện vào đây cho em. Và đây thì nó sẽ có cái cục nguồn này, là nó sẽ có cái chiết áp để điều chỉnh này, có chiết áp điều chỉnh như này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ nồi nồi lẩu Osaka như này nhá. Đấy, một cái nồi lẩu Osaka tuyệt vời ông mặt trời như này. Giá chỉ có cho bác là 390.000 thôi. Đấy, 390.000. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu Osaka nhá. Đấy. Nồi lẩu Osaka này, nồi lẩu Osaka. Đấy, giá sẽ là 390k nhá. 390.000 cho cái nồi lẩu Osaka nhá. Đấy. Các bác lên đúng tên chưa? Là nồi lẩu Osaka. Giá sẽ là 390.000. Đây. Osaka này, 390.000 các bác. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và hàng thì rất hợp lý rồi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em đó là cái bếp nướng nhá, bếp nướng. Đây nó sẽ làm con bếp nướng như này. 350.000 trong con bếp nướng này thôi. Con này rất là tiện này. Các bác dùng để mình là sản xuất chế biến đồ nướng các thứ nó rất là tiện các bạn. Chế biến đồ nướng đồ nướng là tiện lắm. Đấy, các bác dùng để mình chế biến đồ nướng này. Đây cái này thì có tráng đá chống dính này và có cái ngăn này nó chảy ra đây thì các bác chiên nướng thịt dầu mỡ thì nó sẽ chảy ra cái này, hứng cái bát vào là xong. Đó, và có dây nguồn, có công tắc chiết áp nhá. Đây, sử dụng điện 220V này. 50Hz này. Công suất của nó là 1500W nhá, 1500W. Nói chung con này rất là tiện đấy, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 350.000 thôi. Đấy, các bác lên cho là bếp nướng nhá, bếp nướng. Giá sẽ là 350.000. Lên cho là bếp nướng này, đó. Bếp nướng, giá sẽ là 350k và bao ship tận nhà cho bác luôn, 350.000 cho một con bếp nướng như này. Rất đẹp, rất tuyệt vời, hàng có bảo hành cho bác luôn. Bảo hành các bác yên tâm sử dụng nhá, 350.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm đó là cái bình tông nhá. Đấy, bình tông thì con này dung tích của nó sẽ là dòng 2 lít các bạn. Đấy, dung tích của nó là 2 lít. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nga. Đây, CCCP này. Đó. Dung tích là 2 lít, tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. 130.000 nhá. Ở đây con này nó sẽ có nắp có gioăng này và nắp thì nó đai sẵn ở đây luôn là chống mất này. Các bác thấy không? Sáng bóng luôn, soi gương được luôn các bạn này. Đấy, rất là sáng bóng soi gương được luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Bình tông. Giá sẽ là 130.000 cho một con bình tông như này. Đấy, cái này thì các bác nên mua. Mình sử dụng thì nó vừa tiện ích. Các bác có thể 2 lít luôn. Bình tông 2 lít nhá. Các bác có thể dùng để mình đựng bia, đựng nước ngọt, rồi đựng rượu, đi nhậu, đi nhiếc. Nói chung là đa năng luôn. Đấy, nó sẽ có sẵn cho anh em các bác một cái bao da như này nữa này. Đấy, có sẵn cho anh em các bác một con bao da như này luôn. Đấy, đây bác kéo cái quai này ra cho em. Có sẵn cái bao da như này, có sẵn cái bao da như này để các bác sử dụng này. Đấy, mình đeo vào rất là tiện luôn nhá. Bao da này nó cũng có đai, có ấy hết này. Đấy, em đang để cái mút này nó khó cho vào. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Bình tông giá sẽ là bình tông này, đó, bình tông giá sẽ là 130k cái bình tông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tẩy xanh. Cái này thì chuyên dùng để mình tẩy son nồi rồi vành bánh ô tô rồi vỏ ô tô nhá. Đấy, giúp cho các bác là làm sạch tẩy trắng nhá. Đấy, hàng thì rất là cao cấp cho các bác luôn. Giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một cái tẩy xanh như này, chuyên để tẩy son nồi bát đĩa vành bánh ô tô. 25.000 cho một hũ. Đây các bác nhá. Đấy, sản phẩm dùng test thực tế luôn các bác này. Đấy. Một cái son rất là bẩn này, các bác đưa vào đánh đi cho em này. Đấy, sáng bóng luôn cái chảo này. Đó, đánh đi này. Thấy các bác thấy chưa? Đó. Bếp này. Sáng bóng luôn nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh thôi, 25k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mẫu bơm xe nhá. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một con bơm 2T như này. Đấy. Một con bơm 2T như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 và bao ship đi tận nhà cho các bác luôn. 230 cành cho một con bơm 2T và bao ship nhá. Khung xương của nó thì được sơn tĩnh điện rất là chắc chắn này. Đấy, và
Thân bơm thì xi lanh thì được làm bằng inox sáng bóng này. Đấy, khung xương sơn tĩnh điện, khung xương cực kỳ chắc chắn luôn. Con này là 2 ti, giá sẽ là 230.000, bơm 2 ti nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bơm 2 ti này. Bơm 2 ti. Bơm 2 ti xạ 230k nhá. 230.000 thì con bơm 2 ti như này. Ngoài ra thì bên shop con này thì có đồng hồ báo nhá và cân tổng được là 10 kg nhá, 10 kg hơi. Đấy, bơm ô tô xe máy thoải mái luôn. Đấy, ngoài ra thì sẽ có cho các bác là con bơm 1 ti này. Đấy, con 1 ti. Con 1 ti này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho các em bơm 1 ti như này nhá, 100k. Dây này của nó thì sẽ là bằng dây cao su non và bọc dây dù này. Đấy, và có các cái đầu kết nối này, các cái đầu kết nối nhá. Đấy, bơm xe đạp xe máy ok hết. Giá thì con này chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 cho con bơm 1 ti như này. Đấy. Con một xi lanh này thì nhỏ gọn lắm, các bác có thể dùng để mình bỏ vào trong cốp xe cái thứ rồi mình đi công tác rồi đi làm đi ngoài đường nhiều thì các bác dùng con này chứ. Đấy, hàng đẹp, chất lượng, giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. 100 cành cho con bơm 1 ti như này. Đấy, 100 cành con bơm 1 ti như này nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là một cái con bơm tẩu ô tô. Đấy, nó sẽ dùng bằng điện, hàng của thương hiệu Toyota nhá. Hàng thương hiệu Toyota. Con này thì nó sẽ là dùng bằng điện ô tô, tức là các bác cắm trực tiếp cái này vào cái tẩu ô tô cho em. Đấy, cắm trực tiếp cái này vào cái tẩu ô tô cho em thì nó rất là tiện nhá. Hàng của thương hiệu Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng này. Đấy, bật lên cho em này. Đấy, rất là ngon luôn, dây của nó đây. Đấy, đây là cái dây đầu dây bơm này. Đấy, đây là đầu dây bơm này. Còn cái đầu dây này các bác cắm vào cái tẩu ô tô cho em nhá. Cắm vào tẩu ô tô cho em. Đó. Con này thì sẽ là 180.000 nhá. 180.000 thôi. Hàng của thương hiệu Toyota. Bác nào có ô tô thì nên bỏ một cái con này vào ô tô để đề phòng khi mà mình bị mất hết hơi này. Đấy, buổi sáng đến mình kiểm tra xe nó bị hết hơi hoặc là mình đi đường. Đấy, nó hết hơi thì các bác dùng con này cho em. Lên mã giúp cho em đó là bơm tẩu ô tô nhá. Đấy, bơm tẩu ô tô chỉ dùng cho ô tô được thôi. Bơm tẩu ô tô giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chống giật bình nóng lạnh nhá, chống giật bình nóng lạnh. Đấy, đây nó sẽ là một con chống giật như này, bao gồm cho các bác là hai bên cả dây nóng cả dây lạnh luôn. Giá sẽ là 40k cho một chiếc như này nhá, 40k một chiếc như này. Khi các bác thay thì thay lắp thì phải lắp đồng bộ cả một đôi luôn. Đấy, tức là các bác phải mua là hai chiếc là 80.000 nhá. Đấy, thì các bác về các bác lắp vào cái đường nước dẫn xuống cho em, cả đường nóng đường lạnh. Đây em sẽ có cái video lắp đặt thực tế để cho các bác xem và cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bác này, của máy nước nóng có thể ngăn chặn rò rỉ. Đây là cặp van chống giật cho bình. Đây là van chống giật dành riêng cho bình nóng lạnh. Nếu nhà bạn có máy nước nóng thì nhất định phải lắp đặt. Cách cài đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần tháo đường ống vào và ra của máy nước nóng, vít trực tiếp van chống điện này vào, nó có thể bảo vệ sự an toàn cá nhân của chúng ta rất tốt. Đây là van chống giật dành riêng cho bình nóng lạnh. Nếu nhà bạn có máy nước nóng thì nhất định phải lắp đặt. Cách cài đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần tháo đường ống vào và ra của máy nước nóng, vít trực tiếp van chống điện này vào, nó có thể như là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng, có thể nguy hiểm quá. Các bác hãy cẩn thận với điện của máy nóng lạnh khi nằm trong khu đông rét bước này. Đèn sáng như này chứng tỏ máy nóng lạnh đã bị rò rỉ điện. Để an toàn cho con cái và cả gia đình, các bác hãy nên lắp thêm bộ van chống giật này. Nó chỉ có hơn 20.000 một chiếc thôi. Các bác nên mua hai chiếc để lắp vào hai đầu ống nước ra của mình, ống nước nóng và ống nước lạnh. Lắp đặt nó rất dễ dàng, đầu vặn phi 21mm nên vừa mọi loại bình trên thị trường. Các bác yên tâm mua nhé. Đấy, rất ok nhé. Vâng, lại là em Phạm Huấn đây các bác nhé. Đó, rất vui, trân trọng cảm ơn quý các bác, anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ như là mua các mặt hàng của bên em. Đó thì các bác lưu ý cho em là đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. 100, 700, 800, 900, 900 thì các bác cứ làm tròn lên cho em là 200 là được. Đó. Còn dưới 200 thì hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 để ship, nên em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi về lâu chờ đợi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là của Nhật và một mẫu là của Hàn. Dòng của Hàn Quốc này thì chuyên là làm trắng răng nhá, tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93%, và con này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Đấy, giá sẽ là 40k nhá. 40k trong lọ kem đánh răng Hàn Quốc chuyên làm trắng răng. Đấy, con này thì thị phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn. Thị phần bán của nó là số 1 Hàn Quốc luôn nhá. Và chuyên làm trắng răng không nhá. Đấy, bác nào mà răng ố vàng rồi răng xỉn, răng bị ố vàng lâu năm thì các bác cứ dùng cái này cho em, một liệu trình là từ 2 đến 3 hộp là sẽ khỏi hết luôn. Đấy, chuyên chống viêm ố răng không nhá. Đây, hàng made in Korea này, made in Korea. Giá sẽ là 40k nhé. Con này thì đợt này hàng nó sẽ về cao hơn một chút nhá. 40 thì đợt này về nó sẽ là lại là 50k nhá. 50.000. 50.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc giá sẽ là 50.000. Đó.
Tiếp theo thì nó sẽ là hàng kem đánh răng của Nhật nhá. Đấy, con của Nhật này thì nó sẽ là dòng chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Đây, đấy, nó sẽ là màu đỏ này. Tinh chất của nó là tinh chất gạo Nhật và hàng của thương hiệu Sunstar này. Sunstar này thì các bác biết rồi, nó là một thương hiệu nổi tiếng của Nhật luôn. Hai cái mẫu này thì nó đều không có niêm phong đâu nhá. Đấy, hàng nó sẽ không có niêm phong các bác. Đấy, và nó sẽ là hàng trực tiếp không có niêm phong. Còn về nhà các bác lại bảo là xé mất niêm phong thì nó không đúng. Đấy. Và con này thì sẽ là 70.000. Con đánh răng của Nhật này thì nó rất là thơm các, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy. Giá thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho lọ kem đánh răng Nhật thế này. Dung tích của nó sẽ là 120g. 120g các bác này. Đấy. Hàng thì nó cũng là hàng made in Japan này. Đấy. À 170g nhá. 170g. Hàng made in Japan, về nhà các bác lấy chữ Hu của Google dịch cho các bác dịch này. Chữ này của nó sẽ là chữ made in Japan, 170g. Đấy, còn con này của nó thì sẽ là 120g nhá. 120g. Con của Hàn Quốc này sẽ là 120g. Đó, 50.000. Con của Nhật này là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ khẩu này. Các bác lên cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12. Con này thì dòng này là 12 chi tiết. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới thì các bác anh chị cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Đấy. Bộ sản phẩm này sẽ bao gồm một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu từ 8 đến 24. Bây giờ nếu các bác ra ngoài cửa hàng các bác mua nguyên một cái tay công như này, nó sẽ bán cho các bác khoảng 100 đến 120.000. Đây mà các bác mua cả một cái bộ khẩu đầy đủ các chi tiết như này cho em. Đó. Đây là tay nối dài này, tay nối dài đây các bác này. Đấy, và một tay công này, các bác này. Đấy, tay công đây. Hàng thì của nó sẽ là hàng mạ chrome nha. Đấy. Hàng mạ chrome cho các bác luôn, sử dụng thì cực kỳ là yên tâm luôn. Đây các bác này. Đấy, có tay xoáy nhanh, tay đảo chiều, hàng mạ chrome cho các bác luôn. Đấy. Đây các bác có thể lắp trực tiếp này. Đấy, các bác có thể lắp trực tiếp vào đây. Đấy. Lắp trực tiếp vào đây mình sử dụng này. Đấy, hoặc là qua tay công này, có đảo chiều luôn nhá, có xoay nhanh có đảo chiều luôn. Bây giờ các bác ra cửa hàng mua nguyên một con này thôi, giá của nó đã phải là 100 giá của nó sẽ là phải là khoảng mua một con tay công này nó sẽ vào khoảng 120-150 rồi. Đấy, thế mà cả một cái bộ combo như này bao gồm cho các bác là 12 chi tiết nhá. Đấy, 12 chi tiết. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Các bác lên cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12. Khẩu 12 160k nhá. 160.000 cho khẩu 12 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ V46 nhá. Bộ V46, bộ này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là khoảng từ 40 đến 46 chi tiết nhá. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu vít này. Đấy, đầu vít này rồi là đầu khẩu này. Đầu vít đầu khẩu từ 4 đến 14 này, rồi đầu công đầu kiếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Chọn bộ như này mà giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000. Nguyên cái đầu vít này các bác đã có cho các bác là 22 đầu vít rồi. Đầu vít này thì các bác có thể sử dụng trực tiếp cái tay tô vít này để các bác lắp vào mình sử dụng này. Đấy, nó sẽ là lấy bi, lắp trực tiếp cái này và sử dụng này. Hoặc các bác có thể dùng cái tay xoáy nhanh này, đây. Tay xoáy nhanh các bác này. Đấy, dùng cái tay xoáy nhanh này. Đấy, con này cũng có xoáy nhanh có đảo chiều luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là đầu công này. Đấy, đầu công như này. Nói chung là con này đa di năng lắm, các bác lắp vào đâu cũng được, sử dụng vào đâu cũng được, rất là tiện luôn. Đó. Và có cả cái tay ngoắt nghéo này để các bác luồn vào các cái vị trí khó này. Tay ngoắt nghéo này để đưa vào các vị trí khó nữa. Đó. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Bây giờ các bác mua một cân tô vít bình thường cũng đã 101 rồi. Đấy. Thế mà đây cả một cái bộ vít như này có cả đầu khẩu nhá. Đấy, đầu khẩu từ 4 đến 14 này. Đấy, để các bác dùng để sửa chữa lặt vặt rất là ok. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Lên mã giúp cho em là bộ V46, giá sẽ là 130.000. Đấy, có tí ship hàng. Lên cho em là V46 nhá, đỡ bạn chưa? V46 130k. Đấy, 130.000 cho bộ V46 này. Một cái bộ vít đẹp tuyệt vời như này là chỉ có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Con này thì hàng của thương hiệu Kabushi Japan của Nhật này. Đấy, rất là nhiều các cái đấy, của nó hàng Kabushi Japan của Nhật nhá. Toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 101 nhá, 110.000, hàng của thương hiệu Kabushi Japan này. Rất đẹp tuyệt vời cho các bác luôn. Cắt ống nước cực kỳ là ngon, bác nào dùng để làm thợ làm nghề hoặc sửa chữa lặt vặt ống nước như trong gia đình thì nên có một con này, mua một lần dùng cả đời. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo 42 nhá. Đấy, kéo ống 42. Đấy, cắt được từ ống 42 trở về em lấy tên luôn, kéo ống 42 giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho một em kéo ống 42 như này, siêu tiện dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng nhá. Đấy, giá trị thì chỉ bằng một bát phở, nhưng mà giá trị mua thì chỉ bằng một bát phở, nhưng mà khi các bác sử dụng thì nó sẽ là bằng cả một cái bệnh viện Bạch Mai luôn. Đó, tại vì khi các bác bị bệnh mà ốm thì đi bao nhiêu tiền cũng hết.
Đấy, nhưng cái này thì nó sẽ là phòng bệnh cho các bác rất tốt luôn. Đặc biệt là mùa đông miền Bắc này thì lạnh, thì các bác dùng cái này cho em rất là tốt nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm là 50 miếng dán và 50 gói thuốc. Đấy, thì các bác dùng cho em trong vòng là 25 lần. Đấy là dùng hai chân. Đấy, và giá thì chỉ có 40k bằng một bát phở thôi. Đấy, miếng dán thải độc cực kỳ là tốt luôn, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một hộp 50 miếng dán thải độc như này, bằng đúng một bát phở Hà Nội luôn. Tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân, mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo, rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy, đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra. Đấy, trông kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Ở đây có cô bác anh chị nào như em không ạ? Do tính chất công việc phải đứng và đi lại nhiều, dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân, mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo, rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy, đó, rất là tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, cái giá chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái chảo ốp la nhé. Các bác lên cho em là chảo ốp la. Ở đây thì nó sẽ có sẵn ốc và cái quai bằng nhựa chống nóng rồi. Các bác lắp vào đây cho em xong này. Ở đây thì nó sẽ có là tráng đá chống dính cực kỳ là an toàn luôn, tiêu chuẩn của Mỹ nhá. Đó, đây tráng đá chống dính rất an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con chảo ốp la như này. Các bác buổi sáng này mình ví dụ như nhà có 4 người, các bác cho chảo lên bếp này. Đấy, mình đun lên. Đó, và tráng 4 quả trứng nhá. Đấy, 4 quả trứng chẳng hạn thế, rất tiện ích luôn. Hoặc các bác có thể dùng để làm bánh này, làm bánh làm bia cũng rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là chảo ốp la nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái chảo ốp la như này thôi. Giá cực kỳ rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một con cốc tự khuấy như này. Con này thì dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 300 gần 400 ml nhá. Đấy, dung tích của nó chính xác là 380 ml, rất là to luôn. Ở đây thì về nhà các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Đấy, thì các bác chuyên dùng để mình pha cà phê rồi pha trà rồi nói chung là các loại thức uống mà cần phải nguấy thì các bác cho vào lắp pin vào cho em là xong. Khi rửa thì các bác tránh nước vào cái phần đít này là xong nhá. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện ích, ví dụ buổi sáng các bác dùng ly cà phê. Đấy, các bác cho trực tiếp vào đây cho em. Đó, vừa có nắp đậy giữ nhiệt tốt nhá và rất là tiện ích luôn. Chỉ cần khuấy lên như này cho em là xong này. Đấy, bật này. Ở đây nó sẽ có cái hạt nam châm này, có cái hạt nam châm từ trường này. Đấy, bỏ vào là nó sẽ khuấy cho các bác và rất tiện ích luôn. Nắp có gioăng nhá, nắp có gioăng bưng bê cực kỳ là an toàn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k trong con cốc tự khuấy như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90.000 cốc tự khuấy nhá. Đấy, cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k một em nhá, 90k một em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn tắm của Hàn Quốc, dung tích của con này sẽ là chiều rộng của nó là 70, chiều dài là 1m4, to như cái bàn luôn các nhá. Đấy, to như cái bàn luôn đây các bác này. Đấy, 70 1m4, hai mặt, một mặt bông mịn, một mặt bông thô. Giá thì cực kỳ hạt rẻ, chỉ có 40.000 thôi. Bây giờ các bác đi mua một khăn mặt thường ở ngoài cửa hàng cũng đã phải mất đi là 10 20.000 rồi. Thế mà đây một cái khăn tắm to đại choác này, hàng thì của Hàn Quốc, chất liệu sợi bông thì cực kỳ tuyệt đẹp luôn. Đó, mềm mịn, thấm hút nước rất là tốt luôn. Và cái giá thì bên em đang thanh lý tri ân gửi tới các bác, cái giá chỉ có là 40k thôi. 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy, giá thì cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn, giá rất hợp lý rồi. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với là 140 cm, giá sẽ là 40k trên một em nhá, 40.000 trên một em. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bộ rổ đây. Lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông nhá, rổ vuông. Con này thì hàng nhựa Việt Nhật này. Đấy, không cần phải bàn nhiều. Đây, như này là các bác xem thực tế luôn nhá. Đấy, thực tế luôn chứ không phải bàn làm gì cho nó mệt này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, chất liệu nhựa của nó khỏi phải bàn luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này nhá.
Tên cho em là rổ vuông, giá sẽ là 90k. Rổ vuông này, đó, rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k một bộ như này. Bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 đôi luôn. Ở đây nó sẽ có 3 đôi. Cứ một chậu một rổ, một chậu một rổ, tức là 6 chi tiết nhá. 6 chi tiết 3 đôi. Đấy, 3 đôi. Này mà các bác dùng để ăn rau ăn dạ thì nó rất là tuyệt vời luôn. Đấy, rau sống, rau siếc rồi nói chung là đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết. Nhựa nguyên sinh, an toàn. Đấy, các bác không đựng đồ nóng là được, còn đồ lạnh rồi thực phẩm các thứ ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ba lô du lịch nhá. Ba lô du lịch thì bên em có hai mẫu, một là cái này thì nó sẽ là một cái dòng ba lô các bác lên cho em đó là ba lô tím nhá, ba lô tím này. Đấy, con này sẽ là ba lô tím này. Con này thì sẽ là 100 mấy nhỉ? Các bác lên cho em là ba lô tím nhá, giá sẽ là 120.000, 120.000. Đó, cho một con ba lô tím như này. Con này thì nó sẽ có một cái ngăn phụ ở đây này. Một ngăn phụ bên hông này, căn bên này thì để các bác bỏ giày này. Bỏ giày dép vào đây này, đấy. Bỏ giày dép vào đây. Bỏ giày dép vào đây cũng rất là tiện luôn. Đó, đây. Ở đây thì các bác bỏ giày dép vào đây chưa? Nó rất là tiện nhá. Đấy, rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Cái ngăn này các bác bỏ giày vào đây nhá. Bỏ giày dép vào đây rất ok luôn. Và bên trong này thì nó sẽ có cho các bác là một ngăn to nhá, một ngăn to như này. Đấy, một ngăn to như này. Và có một cái ngăn nhỏ chống nước luôn, ngăn nhỏ có dây bóng chống nước nhá. Đấy, dây bóng chống nước như này. Các bác lên cho em là ba lô tím nhá. Giá sẽ là 120.000. Đó, 120.000. Và tiếp theo thì con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 45 cm, chiều cao là 25 cm và chiều rộng cũng vào khoảng là 20 cm. Ba lô tím 120.000. Tiếp theo thì bên shop có cái ba lô da nhé. Đấy, ba lô da. Đấy, chất liệu của nó thì bằng da như này. Đấy. Con này thì cũng chỉ có 125.000 thôi. Con này thì nó dài hơn một chút, chiều dài của nó thì vào khoảng là 50 cm. Còn con này thì nó sẽ là 45 cm. Đấy, một con bằng vải và một con bằng da. Đấy, con này thì các bác lên cho em là ba lô da nhé. Đấy, nó cũng có cho các bác là một cái ngăn phụ đây, một cái ngăn phụ bên hông này để các bác để giày dép vào đây. Đấy, một cái khuy như này để các bác sọc vào cái vali kéo này. Và bên trong thì nó sẽ là một cái ngăn to, một ngăn to như này. Và một ngăn to này thì cũng có hai ngăn, một ngăn phụ linh tinh và một ngăn có túi bóng để các bác chứa đồ. Đấy, đây, rất tiện ích nhá. Con này thì các bác lên cho em là ba lô da đen nhá, ba lô da đen. Đấy, ba lô da đen như này. Đấy, giá thì sẽ là 125.000. Một con thì sẽ là 120 là ba lô tím, còn con này thì các bác lên cho em là ba lô da đen. Đấy, giá sẽ là 125.000. Hai cái mẫu ba lô của bên em rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, thì các bác có thể mua về để mình đi du lịch. Đấy, du lịch rồi hoặc là đi đâu đó thì rất là tiện. Đấy, đi công tác. Đấy, con này thì nó chất liệu bằng vải nhá. Vải bóng nhá, vải bóng chống nước này. Đấy, vải bóng cũng chống nước luôn. Con này thì các bác lên cho em là ba lô da đen. À, ba lô tím, giá sẽ là 120.000 cái ba lô tím như này. Đó, bên em có hai cái mẫu ba lô như vậy. Các bác sử dụng thì các bác tùy theo thích cái nhu cầu của cái dòng nào thì các bác cứ lên mã cho em. Đấy, con này thì lên cho em là ba lô tím này. Đó, ba lô tím, ba lô tím nhá, giá sẽ là 120k, 120.000. Đấy, còn con này thì các bác lên cho em là ba lô đen đi, ba lô đen. Đó, ba lô đen nhá, ba lô đen, giá sẽ là, hoặc ba lô du lịch da đấy, trước em lên ba lô du lịch da, giá sẽ là 125k. Hai con chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Rồi, ok các bác. Các bác lên mã giúp cho con này. Con này nó sẽ là bật lửa tre nhé. Con này thì rất dễ sử dụng thôi. Các bác chỉ cần là trước khi mà muốn lửa nó lên ấy là các bác sạc đầy pin cho em nhé. Sạc đầy pin thì nó là nguyên tắc rồi. Tại vì là nó chạy bằng pin nhé. Đấy, và khi các bác dùng thì các bác chỉ cần là thổi nhẹ vào này thôi. Đấy, các bác chỉ cần thổi hơi vào là nó sẽ lên lửa các bác này. Đấy, còn khi tắt thì các bác chỉ cần đậy nắp vào này là nó sẽ tắt này. Đấy, còn các bác thổi hơi vào nó sẽ lên lửa nhá. Đây em thổi lại cho bác xem này. Đấy, các bác chỉ cần thổi nhẹ cái là nó đã lên lửa rồi các bác này. Đấy, lên lửa đỏ chói rồi này. Còn khi tắt thì các bác cứ đậy nắp vào như này nó sẽ tắt này. Đậy nắp vào nó sẽ tắt nhá. Đấy, còn các bác muốn lên lửa thì các bác chỉ cần thổi hơi này. Đấy, thổi hơi này là nó sẽ lên lửa luôn, thì rất là tiện. Các bác không cần phải động tay động chân gì cả, rất là tiện luôn nhá. Đấy, nó sẽ là như một cây tre luôn, hô biến được luôn nhá. Đó, thì lên mã giúp cho em đó là bật lửa tre. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 70.000 cho một cái bật lửa tre như này thôi. Lên cho em là bật lửa tre nhá, nó hình cây tre như này. Hình cái tre này rất là tiện luôn. Thổi này. Đấy, các bác chỉ cần thổi nhẹ mà đúng là nó sẽ lên lửa đây các bác này. Đấy, còn khi tắt đi thì các bác cứ đậy nắp vào này là nó sẽ tự nó tắt. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000. Thì các bác có thể dùng để mình hút thuốc lá này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để đeo vào móc khóa được luôn. Nó rất là tiện nhá. Đấy, đeo vào móc khóa một cái rất là tiện. Và đít sạc thì ở đây. Đấy, nó sẽ có một cái dây đeo như này cho các bác đeo vào móc khóa. Rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa tre nhé. Bật lửa tre. Giá thì sẽ là, đây, nó sẽ có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này.
Ở nhà mà các bác cắm cái cục sạc điện thoại thì mình thôi. Bật lửa che. Giá của nó sẽ là 70k cái bật lửa che như này. Đây em sẽ có cái video đây các bác này. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần hơi thổi nhẹ vào nó lên thôi. Đấy. Đấy, các bác thấy chưa? Rất tiện luôn nhá. Đấy, các bác cùng dùng nữa mình đậy nắp vào cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa la bàn nhá. Đấy. Đồng hồ la bàn. Đấy, cái này thì vừa là đồng hồ, vừa la bàn, vừa là bật lửa luôn. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ la bàn nhá. Đấy, đồng hồ la bàn như này. Đấy, bật lửa la bàn này các bác nhá. Cả bật lửa, cả đồng hồ, cả la bàn luôn. Đây. Con này thì đấy. Về nhà các bác bơm ga vào cho em nhá. Bơm ga vào. Đó. Về nhà các bác bơm ga vào cho em là xong. Đây. Đó, sẽ có cho các bác là một cái đồng hồ này, đồng hồ đang chạy bình thường này. Đó, một cái la bàn này. Đấy, rồi chức năng bật lửa này, bật lửa lên nó sẽ có đèn luôn này. Có tính năng khui bia này. Đấy, khui bia rồi mở nắp chai đầy đủ nhá. Đấy, có dây như này cho các bác này. Con này thì các bác lên cho em đó là bật lửa la bàn nhá. Đấy, bật lửa la bàn. Giá thì sẽ là 120.000. Đấy. 120.000 cho cái bật lửa la bàn như này. Đấy. Bật lửa la bàn nhá. Đó. Bật lửa la bàn. La bàn hoặc là đồng hồ la bàn được. Giá sẽ là 120k nhá. 120.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái xi đánh giày thì nó sẽ có màu đen và màu nâu nhá. Màu đen và màu nâu. Đó, bên shop có hai màu, màu đen và màu nâu. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đó. Thì đây nó sẽ là một cái lọ xi như này. Giá thì chỉ có 30 cành cho một lọ xi như này thôi. Đấy, 30 cành nhá. Về nhà các bác xoáy ra cho em này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái nắp kèm thêm là một cái miếng mút như này. Các bác chấm một cái phần xi này cho em. Đó, sau đó thì mình đánh vào giày của mình. Đấy, cái này thì tiện dụng này. Đấy, bóng đẹp này. Nói chung là dùng con này thì rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 30k thôi. Nên mã giúp cho em là xi đánh giày nhá. Giá sẽ là 30k cho một hũ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái sản phẩm đó là cái con dao các bác này. Đấy, đây. Nó sẽ là một con dao như này. Đấy, một con dao như này rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá. Dao vân gỗ. Con này thì đợt này về cho các bác giá tốt luôn. Chỉ còn 120.000 cho một con dao vân gỗ như này thôi. 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng made in Japan nhá. Hàng made in Japan này. Khâu đầu khâu đuôi rất là đẹp các bác này. Đây. Hàng thì siêu bén luôn các bác này. Đấy. Dao thì độ bén này khỏi phải bàn này các bác này. Đấy, độ bén này khỏi phải bàn rồi. Rất bén các bác nhá. Đấy, rất bén luôn các bác thấy không? Đấy, rất là bén luôn. Thì con này dùng nó rất là tiện ích các bác nhá. Đó, đây các bác này. Rất bén luôn các bác thấy không? Rất bén luôn. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá. Dao vân gỗ, giá sẽ là 120k. Đó. Lên mã giúp cho em là dao vân gỗ 120.000. Dao vân gỗ này. Dao vân gỗ, dao vân gỗ. Giá sẽ là 120k cho cái dao vân gỗ như này. 120.000 cho con dao vân gỗ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy sấy giày các bác nhá. Máy sấy giày. Con này thì giá sẽ là 100 cái máy sấy giày này bao nhiêu nhỉ? 195.000 cho cái máy sấy giày như này các bác nhá. Đấy. Về nhà thì các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 như này. Các bác chụp giày vào đây hoặc là mũ nón hoặc là các cái đồ mà nó ấy, còn khi cái công tác này là nó có sẽ có cho các bác là 30 phút và 90 phút nhá. Đấy, 30 phút 90 phút như này. Và nó sẽ có dơ le nó tự ngắt cho các bác luôn, rất là tiện. 195k trong con máy sấy giày như này các bác này. Đây. Đấy, công suất của nó sẽ là 50Hz này, 220V nhá. Đấy, 220V. Rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Có cho các bác là 30 phút, 60 phút, 90 phút và 120 phút. Các bác nâng cái này lên, xỏ giày, xỏ dép vào đây. Đấy, sau đó thì mình bật lên là xong. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy sấy giày. Giá sẽ là lên cho em là máy sấy giày nhá. Đó, máy sấy giày này. Máy sấy giày giá sẽ là 195k. 195k cho con máy sấy giày như này các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là cưa dây nhá. Cái này thì các bác dùng để mình cưa ống nước rồi nói chung là cưa đa di năng được hết này. Đấy. Giá chỉ có 30k thôi. Đấy, khi các bác dở ra thì nó khá là dài luôn. Đặc biệt là bác nào làm thợ điện nước này hoặc cưa cây cưa cối cũng đều ok hết. Đấy, nó sẽ là như này. Thì các bác lên cho em là cưa dây xích nhá, cưa dây xích này. Đấy, nó sẽ là hàng dây xích như này. Chiều dài của nó vào khoảng 50cm thì các bác dùng để cưa nó rất là tiện. Đây. Đấy, lên cho em là cưa dây xích. Giá sẽ là 30.000. 30.000 cho một cái cưa dây xích như này. Rất là tiện luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, ví dụ như là các cái ống nước như này mà các bác muốn cưa bằng những cái cưa truyền thống thì rất là khó cưa. Nhưng mà các bác đưa cái này mà các bác giật cho em, rất là tiện ích luôn, bác thấy không? Đó. Sau đó thì mình nối vào cho em, rất tiện này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Chỉ có cho các bác là 30k cho một cái cưa dây xích thôi. Lên mã giúp cho em đó là cưa dây xích nhá. Đấy, máy móc các thứ không vào được nhưng mà các bác có thể cưa rất là tiện luôn.
Đây nó có thể cưa được cả cây luôn các bác này. Đấy, cưa cả cây. Đấy, rất là tiện luôn nào. Đặc biệt là anh em thợ điện nước này, rất tiện ích luôn nhá. Đó, thấy chưa? Đấy, cây gỗ khô nó cũng cưa được hết luôn. Rất tiện ích, giá thì chỉ có 30.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con cóc gà tàn nhá. Con cóc gà tàn giá thì sẽ là, cái con cóc này là bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 190.000 cho một con cóc gà tàn như này nhá, 190k. Đó, đây nó sẽ là một con cóc rất là đẹp luôn các bác này. Đó, chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá. Đấy, trên đầu của nó thì sẽ có ngậm một đồng tiền như này, có đính một cái viên ngọc màu hồng này. Đó, rất đẹp luôn. Đế thì có lót cao su này, rất chắc chắn nhá các bác nhá. Đó, chất liệu thì bằng hợp kim mạ đồng. Các bác có thể dùng để deco trang trí này, dùng để gạt tàn thuốc này, hoặc là trưng bày cũng rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 190.000 cho con cóc gà tàn như này nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là cái con voi gà tàn nhá. Con voi gà tàn giá thì cũng là 190.000 cho một em voi gà tàn như này. 190.000 các bác này. Đấy, chất liệu của nó thì đều là bằng hợp kim mạ đồng hết, dày dẫn chắc chắn. Đấy, giá sẽ là 190k nhá. Đấy, 190.000 cho em voi như này. Đấy, voi cóc đều là 190.000 hết nhá. Chất liệu bằng hợp kim mạ đồng các bác này. Đấy, rất chắc chắn luôn các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ bộ chuyên đồng nhá. Đấy. Cái bộ này thì nó sẽ là một cái bộ qua lên đã giúp cho em, đó là bộ chuyên chén hoàng gia nhá. Đấy. Bộ chuyên chén hoàng gia. Đây nó sẽ là một cái bộ chuyên chén cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, đựng trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua về để mình vừa sử dụng vừa trưng bày luôn, rất là đẹp nhá. Cái bộ hoàng gia này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bộ chuyên chén hoàng gia nhá. Giá sẽ là 700.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên rất là to luôn. Đây, một chuyên rất là to này. Sẽ có cho các bác là 6 cái chén luôn các bác nhá. Đấy, một chuyên 6 chén và có cho các bác là một cái khay, một cái đĩa như này. Đó. Một chuyên 6 chén và có bộ sản phẩm này cho các bác luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 700.000 nhá. 700.000 một bộ này. Và bên em bao ship cho các bác luôn. Đấy. Chất liệu thì là bằng đồng nhá. Chất liệu bằng đồng. Đó. Chất liệu bằng đồng cho các bác. Bộ này các bác dùng thì miễn chê rồi, miễn chê các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn, qua theo. Đó. Rất là đẹp nhá, sắc nét các bác nhá. Mình có thể mua để về mình uống trà, uống rượu này, hoặc là các bác dùng để trưng bày, rất là đẹp. Đó, trưng bày này. Đấy, các bác trưng bày trong tủ nha, rất là đẹp nhá. Đấy, gia đình có công có việc thì các bác mang ra mình sử dụng này. Đấy, các bác dùng để mình đựng rượu mình nhậu cũng được. Đấy, các bác châm rượu vào đây này. Đấy, có 5 7 anh em, 6 anh em đến nhậu các bác rót vào đây cho em, rất là tiện luôn. Đó. Chất liệu thì bằng đồng nhá, rất là dày dẫn chắc chắn và đẹp cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 700.000 nhá, 700.000. Lên cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá. Bộ chuyên hoàng gia. Giá sẽ là 170k cho một cái bộ chuyên hoàng gia như này. Đấy. Lên cho em là bộ chuyên hoàng gia này. Bộ chuyên hoàng gia nhé. Đấy, bộ chuyên hoàng gia. Hoàng gia giá sẽ là một bộ như này sẽ là 700.000 nhá. 700.000 cho cái bộ chuyên hoàng gia như này. Đấy, 700k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có một cái bộ nó nhỏ hơn một chút. Đấy, thì bộ này của nó thì giá thì chỉ có cho các bác là 400.000 thôi. Cái bộ chuyên chén đồng này là 400 à? Bộ chuyên chén đồng ấy. Bộ này thì sẽ là 400.000 nhá. Bộ này thì nó sẽ là một chuyên nhá. Đấy, một chuyên 6 chén và một đĩa như này. Đấy, một chuyên 6 chén một đĩa như này. Giá thì sẽ là 400.000 các bạn. Đấy, 400.000. Nó sẽ đầy đủ cho các bác luôn, bao gồm cho các bác là chuyên, đấy, một chuyên 6 chén này. Đấy. Một chuyên 6 chén như này. Cái chuyên này của nó thì đợt này về nó sẽ là hoa văn hình rồng phượng nhá. Hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn. Đấy. Chất liệu của nó thì bằng đồng nhá. Chất liệu bằng đồng như này. Đấy, bộ này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 400.000. 400.000 cho mỗi cái bộ chuyên chén đồng như này. Bộ này thì các bác lên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá. Giá sẽ là 400k. Đó. Cái chuyên này thì nó sẽ là vừa trong lòng bàn tay như này thôi. Đấy, vừa trong lòng bàn tay như này. Nhỏ xinh, các bác uống trà từ 3 đến 6 người là ok nhá. Từ 3 đến 6 người là ok. Đấy, hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn. Các bác có thể mua để deco trang trí này hoặc sử dụng này. Đây. Đấy, đây là cái đĩa của nó nhá. Đấy, cái đĩa của nó hình rồng phượng rất là đẹp luôn các bác này. Đấy. Các bác lên xem là bộ chuyên chén đồng nhá. Bộ chuyên chén đồng. Bộ này thì sẽ là 400.000. Đấy, bộ chuyên chén đồng này. Bộ chuyên chén đồng. Chuyên này, chén này, đồng nhá. Giá sẽ là 400k. 400k cho cái bộ chuyên chén đồng thôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái tất chân nhá. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là dòng tất hộp như này. Tất hộp này thì một vỉ của nó sẽ là 5 đôi nhá. Một vỉ là 5 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 85.000 nhá. 85.000 cho một vỉ 5 đôi như này.
Đấy, cái này thì bên em có màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi. Đấy, màu đen và màu ghi. Giá thì sẽ là 85.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi, hàng của thương hiệu Nike của Nhật nhá. Đấy, 85.000 cho một vỉ 5 đôi như này. Đấy, các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá. Đấy, lên cho em là tất hộp 5 này, tất đựng trong hộp và nó là dòng 5 đôi nhá. Lên em tất hộp 5, giá sẽ là 85k nhá. Có màu đen và màu ghi các bác nhá. Tiếp theo thì tất vỉ 10 đôi nhá. Tất vỉ 10 đôi thì sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Đó, màu trắng và màu đen như này. Đấy, cái này thì nó sẽ ngắn cổ hơn một chút nhá. Đấy, nhưng mà dòng này của nó là 10 đôi các bác. Dòng này là 10 đôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này thôi. 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Hàng rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn, rất dày dẫn chắc chắn và đẹp nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy, cho một vỉ 10 đôi như này nhá. Bao gồm cho các bác là 10 đôi luôn. Tha hồ mình thoải mái đi. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật nhá. Đấy. Tỷ lệ cốt tông của nó là lên tới 85% luôn, chống hôi chân, chống đấm mốc, rồi nói chung là các bác đi thì nó rất là thoáng và bí không bí quá nhá. Đấy. Lên cho em là tất vỉ nhá, tất vỉ này. Đấy, lên cho em là tất vỉ này. Đấy. Tất vỉ 10 nhá, tất vỉ 10. Giá sẽ là 90k nhá, 90k cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy. Có màu đen và màu trắng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 2 SIM. Các bác lên cho em là điện thoại 2 SIM hàng của thương hiệu Nokia. Đó. Điện thoại 2 SIM của Nokia. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Giá rất là tốt luôn. Đấy, một con điện thoại 2 SIM Nokia như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 nhá. 230.000 cho một cái điện thoại 2 SIM này thôi các bác nhá. Bao SIM tại nhà cho các bác luôn. Đó. 230k. Ở đây thì các bác sẽ có cho em là một điện thoại này, một đốc sạc và một viên pin như này. Hàng của thương hiệu Nokia chính hãng luôn nhá, Nokia chính hãng. Con này thì sẽ có cho các bác là 2 SIM, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là một con điện thoại 2 SIM như này. Giá sẽ là 230.000 nhá, điện thoại 2 SIM, giá sẽ là 230k. Đó, 230.000 cho con điện thoại 2 SIM như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là kia đèn các bác lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá. Con này sẽ là 130.000. 130.000 cho con đèn đeo đầu wifi như này. Có kèm cho các bác một cáp sạc. Và ở đây thì con này nó sẽ có cho các bác là cái chân sạc ra cho điện thoại luôn. Và có cảm biến nhá. Có cảm biến các bác này. Đấy. Có cái mắt cảm biến như này. Các bác gạt qua nó sáng, gạt qua nó tắt. Rất là tiện ích và có điều chỉnh zoom như này nhá. Pha của nó cũng khá là giỏi luôn. Pha rất là giỏi các bác này. Thì rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Lên mã treo là đèn wifi. Hàng này thì hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Đây. Đấy, made in Germany này. Đó, made in Germany. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Giá siêu rẻ luôn cho một con đèn như này, có cảm biến cái thứ đàng hoàng, pha dọn ngon lành. Lên tiền là đèn wifi, giá sẽ là 130k. Đèn wifi 130.000 nhá, 130k thôi. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia điện thoại 4 SIM nhá, điện thoại 4 SIM. Đấy, thì lưu ý các bác là lắp SIM vào phải khởi động lại máy, tắt nguồn, bật lại máy mới nhận SIM nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con điện thoại như này, rất chất lượng cho các bác luôn, sáng bóng đẹp này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác một cái đèn LED như này, là các bác bật lên là nó sẽ lên này. Đấy. Còn về nhà thì các bác lắp SIM vào cho em. Đây, đấy, 4 khay SIM luôn. Lắp SIM vào nhá, tắt nguồn đi, bật lên này, bật nguồn, tắt lên này. Đấy, các bác tắt đi bật lên cho em 2 lần để cho nó nhận SIM là ok. Đó. Con này có một con đèn pin rất là sáng luôn và các bác bật nguồn lên cho em này. Đó. Ở đằng dưới này thì các bác sẽ có kèm cho em là một cái hệ thống đó là một cái đây, sẽ có cho bác là một cái hệ thống sạc như này, một cái sạc này, một cái ốp này. Đấy. Và lô này thì có tặng kèm cho các bác là một cái vòng như này nhá. Cái tặng kèm này thì em để sẵn trong này rồi, thì nó hàng về theo lô, có lô thì có lô thì không nhá. Đấy. Và giá thì sẽ là 450.000 cho một con điện thoại 4 SIM như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 SIM. Giá sẽ là 450.000 nhá, 450.000. Đây, về nhà các bác lắp SIM vào cho em là ok thôi, là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn cho một con điện thoại 4 SIM như này. Hàng thì cực kỳ là chất lượng. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn và giá rất hợp lý. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 SIM. Giá sẽ là 450.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Các bác cứ yên tâm sử dụng nhá.
Đấy, bên em sẽ đổi mới cho bác trong vòng 10 ngày. Liên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim này, điện thoại 4 sim luôn. Giá sẽ là 450k một con, 450.000 các bác nhá. Đấy, rất ok luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái này gọi là cái gì nhỉ? Nè, cái này gọi là cái gì đấy? Cốc giữ nhiệt à? Các bác lên cho em là ly giữ nhiệt nhá. Con này thì nó có cả nắp này, cả nắp và cả ống hút luôn các bác này. Ống hút bằng inox thì sạch sẽ. Các bác dùng không phải lo ống nhựa rồi mất vệ sinh nhá. Đấy, nó sẽ là một con ly như này. Hàng bằng inox 304. Hàng này của nó thì hàng xuất sang Mỹ các bác này. Đấy, American các bác này, American. Hàng xuất sang Mỹ. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để uống trực tiếp này, uống trực tiếp hoặc là lắp ống hút này, hoặc các bác có thể dùng để đậy cái nắp ống hút này lại này. Đấy. Rất là tiện ích luôn. Thì mình có thể dùng con này, các bác dùng bỏ cái nắp này ra nhá. Đấy. Về nhà các bác bỏ cái nắp này ra cho em này thì mình dùng làm cốc uống bia này, cốc uống bia hoặc là uống nước lọc hoặc là uống các loại nước đều rất là thích. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 thôi, 70.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là ly giữ nhiệt nhá, ly giữ nhiệt giá sẽ là 70k. Đó. Ly giữ nhiệt này. Dung tích của nó là 600ml nhá. Ly giữ nhiệt giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho cái ly giữ nhiệt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi bạc các bác nhá. Đấy, vòi bạc các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp cái này vào các cái đầu chậu rửa mặt, chậu rửa bát hoặc là các cái đầu nguồn nước để các bác có thể điều chỉnh này. Đảo hướng xoay 360 độ lắc léo cho em nhá. Rất là tiện luôn. Đó. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vòi bạc nhá. Vòi bạc giá sẽ là 80k cho một cái vòi bạc như này. Con này thì rất là tiện, các bác về các bác lắp vào cái nguồn nước cho em rất là tiện luôn. Vòi bạc này. Đấy, giá sẽ là 80k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác nhá, con này lắp đặt rất là dễ dàng luôn. Các bác xoáy cho em cái đầu vòi này ra này. Đấy. Sau đó thì mình lắp cái vòi này vào thôi. Đấy các bác thấy không? Cực kỳ đơn giản luôn. Xoay 360 độ đảo hướng này. Các bác có thể dùng đánh răng, rửa mặt, gội đầu này, có thể điều chỉnh ra hai đường nước nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái vòi bạc như này. Lên cho em là vòi bạc, giá sẽ là 80.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu Thunder A1 các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là Thunder A1 này. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160.000 cho cái bộ Thunder A1 như này. Sản phẩm khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ cữ như này nhá, một bộ cữ như này các bác này. Đấy, rồi có cả dầu này, rồi chổi vệ sinh này. Đầu có cho các bác là có đầu có cái đầu này để các bác lắp vào trong lắp vào đây để mình cái này nó bị rơi ra đấy. Các bác lắp vào đây để mình tỉa lông mũi này. Đấy, tỉa lông mũi. Rồi tăng đơ đầy đủ cho các bác luôn. Đây, tăng đơ bật lên nhá. Đó, tăng đơ. Đây các bác này. Đấy, đây là tăng đơ nhá. Tăng đơ này thì hàng chống ăn da cho nên các bác dùng thoải mái luôn, không sợ bị ăn da nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một đầu cạo râu. Đây là cái đầu cạo râu này. Đấy, đầu cạo râu nhá. Đấy, đầu cạo râu thì các bác đưa vào mình cạo râu này. Sau đó mình không cạo râu nữa thì mình lại xoáy ra. Xoáy ra, bỏ cái đầu cạo râu này ra cho em. Đấy, và lắp cho em cái đầu tỉa lông mũi này vào này. Đấy, lắp cái đầu tỉa lông mũi này vào thì mình lại dùng mình tỉa lông mũi. Đó, tỉa lông mũi này. Đó, rất là ok luôn. Thì chọn bộ như này giá sẽ là 160.000, hàng 3 chức năng. Đấy, cạo râu, cắt tóc và tỉa lông mũi luôn các bác nhá. Các bác lên cho em là Thunder A1 nhá. Đó, Thunder A1 giá sẽ là 160k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái Thunder 9D. Thunder 9D. Đấy, con này thì các bác dùng nó cũng rất là tiện. Đây, đấy. Con này thì hàng 4 chức năng. Đây là cái đầu để các bác dùng massage này. Tiếp theo nó cũng có cho các bác là đầu cạo râu này. Cạo râu thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba ấy như này. Đấy. Đầu cạo râu là ba bộ lưỡi, ba hệ lưỡi kép như này các bác này. Đấy. Rất sắc bén luôn đây. Ba lưỡi kép như này các bác này. Đấy. Đầu cạo râu ba lưỡi kép này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đầu để các bác massage này. Rồi tăng đơ này, rồi tỉa lông mũi nhá, đầy đủ cho bác luôn. Đây, đấy, các bác cứ lắp đầu nào vào thì mình sử dụng đầu đấy nhá, lắp đầu nào sử dụng đầu đấy. Tăng đơ thì các bác lắp tăng đơ, mà tỉa lông mũi thì các bác lắp tỉa lông mũi. Rất đơn giản thôi, các bác chỉ cần giật ra này là nó sẽ ra này. Sau đó thì mình lại lắp vào này cho em này. Đấy, lắp vào này cho em.
Đấy, lắp vào như này nhá. Đây, tăng đơ này. Các bác có thể dùng để cắt tóc cho trẻ em này. Đấy, cạo lông tay, lông chân này, chấn viêm này, rất là ok luôn các bác thấy không? Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 95.000 thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Một cái bộ máy tăng đơ cắt tóc cạo râu 9D như này. Giá thanh lý cho các bác chỉ có 95k thôi nhá. 95.000. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ 9D nhá, tăng đơ 9D. Giá sẽ là 95k cho một cái bộ tăng đơ 9D như này nhá. Tăng đơ này. Đấy, lên cho em là tăng đơ 9D nhá. Đấy. Tăng đơ 9D giá sẽ là 95k. Ném cho cái cọ vịt 95.000 các bác nhá. Đó. Cái cọ vịt này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đầu chuyển cưa như này. Đấy, đầu chuyển cưa như này. Đấy, khi các bác lắp đặt vào thì nó rất là dễ dàng thôi. Đây, đấy, đây. Về nhà các bác lắp vào cái con máy khoan mini, máy cắt máy mài này. Đấy, lắp vào đây cho em này. Sau đó thì mình bật máy khoan máy cắt lên là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Đấy, con này của em thì nó đang hết pin rồi. Và các bác lắp cái đầu mũi cưa vào đây cho em. Lắp cái đầu mũi cưa vào đây là mình dùng thôi. Đấy, rất là tiện. Khi các bác nhận hàng thì bộ này chỉ có 80.000 thôi. Sẽ bao gồm cho các bác là ba cái lưỡi cưa như này, một cái đầu này và một cái tay công như này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để cưa sắt hoặc là cưa gỗ hoặc là cưa ống nước. Đấy, cưa gỗ cưa ống nước là rất là ngon luôn. Lên cho em là đầu chuyển cưa nhá. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ đầu chuyển cưa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Chuyển đổi máy khoan thành máy lọc sẽ giúp tiết kiệm điện năng, không gian và tiền bạc. Vì bạn không cần phải mua một máy lọc riêng biệt. Nó cũng mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong công việc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng. Đầu chuyển đổi máy khoan thành máy cưa lọc là một giải pháp sáng tạo. Đầu chuyển đổi này cho phép bạn biến máy khoan thông thường thành một máy cưa đa năng. Việc sử dụng đầu chuyển đổi máy khoan thành máy lọc sẽ giúp tiết kiệm điện năng, không gian và tiền bạc. Vì bạn không cần phải mua một máy lọc riêng biệt, nó cũng mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong công việc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng. Đấy, tháo lắp thì rất dễ dàng các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn con này thì là 140.000. Đấy, lắp đặt thì đúng như trên hình như này các bác này. Các bác chỉ cần lắp vào như này cho em là xong. Sau đó thì các bác dùng để mình cắt tôn miếng, tôn phẳng rồi tôn múi đều ok hết. Ở đây cái hệ thống bánh răng cắt của nó đây. Đấy, cái bộ phụ kiện để lắp đặt này. Đây và cái hình hướng dẫn này các bác này. Hình hướng dẫn đây. Đấy, các bác lắp đặt thì cực kỳ là dễ dàng luôn nhá. Cực kỳ dễ dàng luôn. Đấy, ai cũng lắp đặt sử dụng được. Giá thì chỉ có 140k thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái đầu cắt tôn này các bác nhá. Đấy, các bác lắp vào cho em một cắt này. Rất ngon luôn các bác nhá. Đó, các bác theo. Đây. Tôn phẳng này. Các bác chỉ cần đưa một cái đường thẳng. Đó, các bác theo, tiện chưa? Đó. Đấy, cắt rất là ngon. Đó, giá sẽ là 140.000 nhá. Các bác lên cho em là đầu cắt tôn này, đầu cắt tôn. Còn kia là đầu chuyển cưa, cái này là đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn 140k một đầu nhá. 140.000 cho một cái bộ đầu cắt tôn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi tưới cây bằng đồng tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ bao gồm cho bác là ba cái cút nối luôn và một cái đầu vòi bằng đồng như này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đây, về nhà các bác kết nối cho đúng như hướng dẫn cho em và nó sẽ ra chia ra làm ba đường nước như này nhá. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh xoáy cái đầu để mình tùy chỉnh các cái hệ tia nước cho em. Các bác có thể dùng để xịt rửa xe, tưới cây và giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50k cho một cái bộ vòi đồng tăng áp như này, 50.000. Sẽ bao gồm cho các bác là ba cút nối và một đầu vòi như này các bác nhá. Ba cút nối một đầu vòi như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn năng lượng mặt trời nhá, đèn năng lượng mặt trời. Đó, thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng ba cánh nhá. Có ốc arc này điều khiển đầy đủ cho bác luôn và có một cái hệ pin như này, hệ pin năng lượng như này. Đấy, ban ngày thì nó sẽ là không lên nhá, ban đêm nó phải lên nếu các bác cắm pin nhá. Đó. Và rất là sáng luôn. Đây. Đấy, rất sáng các bác này. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Đó, và có cảm biến, có người đi đến thì nó sẽ sáng và không có người đi thì nó sẽ tắt. Đó. Thì nó sử dụng pin năng lượng mặt trời, các bác dùng không hề tốn một đồng tiền điện nào. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng ba cánh. Giá thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá. Đấy. Đèn năng lượng ba cánh này, đó. Đèn năng lượng này. Năng lượng ba cánh, giá sẽ là 180k cho con đèn năng lượng ba cánh như này. Đó.
Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi cọ vịt nhá. Con này thì các bác dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, đặc biệt là cọ bệt nhà vệ sinh, nhà tắm rất là ok. Đấy. Con này nó sẽ có cho các bác là một cái miếng dán luôn, về nhà các bác chỉ cần dán lên tường cho em là xong. Đây. Các bác lắp cái chân này vào cho em này. Đấy. Là đầu mình là dùng cái đầu cọ này. Đấy, cho silicone và cho nước rửa bát vào đây. Đấy, đầu của nó là đầu cọ silicone mềm. Đấy, cho nước rửa toilet vào đây, mình kỳ cọ đánh này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là tiện luôn. Đấy, về nhà các bác lắp cái này vào cho em. Đó. Và mình dùng thì mình dán nó lên tường, sau đó thì mình để sập vào này là xong. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi cọ vịt như này nhá. Đấy, lên cho em là cọ vịt giá sẽ là 55.000. Đấy. 55.000 cho một cái bộ cọ vịt như này. Con này thì dùng rất là tiện, các bác để trong nhà tắm, nhà vệ sinh mình dùng thì không phải khoan đục gì, và nó để trên tường thì nó rất là sạch, các bác không cần phải dùng xuống dưới nữa. Đó. Đấy, các bác cho silicone, cho nước rửa vào cho em này, đánh kỳ cọ này, rất là tiện luôn nhá, khe kẽ này. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy các bác theo. Đó. Không dùng nữa thì mình lại để lên, rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay úp cốc nhá. Đây, một cái bộ khay úp cốc như này. Đấy. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 6 cái chân này để các bác úp được 6 cái cốc. Và bên dưới này có một cái đĩa luôn để các bác hứng nước. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 cho cái bộ khay úp cốc như này thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 6 cái úp, và hàng thì nó sẽ là hàng mạ vàng nhá, mạ vàng 18 carat, cực kỳ bền đẹp, sáng bóng, giữ màu cho các bác luôn, không bị gì sét. Giá thì chỉ có 60.000 cho một cái bộ khay úp cốc như này thôi. Con này rất là tiện này. Đấy, dùng nó rất là sướng, sạch sẽ. Bên dưới này có kèm cho các bác một cái đĩa nữa, một cái đĩa bằng nhựa. Các bác lắp vào cái đít này cho em. Khi nào các bác dùng thì mình lại tháo ra đổ nước hoặc mình rửa đi. Đó, hoặc là mình bỏ cốc ra là mình đổ trực tiếp luôn được, rất là tiện. Lên cho em là khay úp cốc, giá sẽ là 70.000 các bác nhá. 70.000 cho cái khay úp cốc này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái võng xếp nhá. Võng xếp này. Đấy, con này thì không ra hỏi giá cái này cho luôn. Con này thì bên shop về lâu lắm với lại có hàng về cho các bác, giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Đây. Một cái dòng võng xếp như này, võng xếp cao cấp Sài Gòn nhá. Đó, đây. Thì đây nó sẽ là một cái dòng võng rất là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái võng như này. Nguyên cái chiều rộng của cái be này vào khoảng là gần 60 nhá, gần 60. Và chiều dài này. Chiều dài của võng thì ra nghe cho anh tí nào. Chiều dài của võng thì khá là dài và rộng luôn nhá. Đấy, khi mà nó banh hết ra thì nó rất là rộng các bác này. Đấy, đây. Các bác thấy không? Đây. Cái võng này thì nó luôn luôn ở cái chế độ banh như này thì các bác nằm không sợ bị lật này, và rất là tiện, mình chỉ cần ngả lưng xuống là nằm được luôn, không cần phải dùng tay để mở võng nhá. Đây, nó có phần đai như này. Tổng chiều dài thì từ đầu nọ đến đầu kia tính từ cái phần mỏ quặng này thì nó vào khoảng là trên 2 mét nhá, tầm 2 mét rưỡi. Nguyên thân võng này thì nó cũng đã vào tầm là khoảng là 2 mét rồi. Đấy. Nguyên thân võng này thì nó vào tầm khoảng 2 mét rồi, đây các bạn này. Đấy, nguyên thân võng nó khoảng 2 mét nhá. Và cái lưới này của nó là lưới dù quân đội nhá, lưới dù quân đội, và nó sẽ là dòng 2 lớp. Cho nên các bác dùng thì cực kỳ chắc chắn và bền bỉ luôn. Đấy, các cái phần đai quặc như này thì nó bằng thép hết nhá, bằng thép đúc liền hết này. Và riêng cái phần này thì nó là một cái thanh thép lớn. Đấy, một thanh thép lớn để nó giữ cho cái võng nó luôn được banh ra. Đó. Nếu như các bác mà mua ở cái những cái người mà người ta bán rong ở dọc đường ấy, họ sẽ bán cho cái võng này các bác tầm khoảng 200 đến 250 nhá. 200 đến 250. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên shop bán cho các bác cái giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác lên cho em là võng xếp nhá. Đấy. Võng xếp, giá của nó sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái võng xếp như này. Cầm anh cái võng dù luôn. Đấy, các bác lên cho em là võng xếp nhá. Giá sẽ là 120.000 một chiếc thôi. Đó, 120.000 trong cái võng xếp như này thì khá là tiện dụng cho các bác sử dụng nhá. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái mã võng để các bác mang đi đi du lịch này. Đấy, đi du lịch, đi phượt. Hoặc là các bác dùng để mình ngả lưng buổi trưa ở dọc đường. Các bác có thể bỏ vào cốp xe máy, xe ô tô. Hoặc là các bác có thể dùng ở nhà cũng được. Nó rất là tiện. Mang ra ngoài vườn mình trăng lên cây. Đấy, trăng lên cây mình nằm. Thì con này nó rất là tiện. Sẽ kèm cho các bác là một cái túi như này. Đấy, và một con võng như này các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là quai, có sẵn dây đeo như này luôn, có sẵn dây đeo luôn. Chiều rộng của võng thì nó cũng vào khoảng là 80, và chiều dài thì khoảng trên 2 mét, và có dây dù sẵn như này, có dây dù sẵn như này, và các bác có thể gấp gọn được. Đấy. Dặn võng này thì các bác lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, cái hàng này thì hàng của Nhật, nó sản xuất cho chuyên cho quân đội.
Đấy, sản xuất chuyên cho quân đội nhá. Thì con này nó rất là tiện ích. Vải của nó là vải dù dệt vải dù và nó là dệt 5D thoáng khí nhá. Đấy, vải dù dệt 5D thoáng khí như này. Thì một con võng dù như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 90.000 nhá. Các bác lên cho em là võng dù này. Đấy. Lên mã giúp cho em là võng dù nhá. Đó. Võng dù giá của nó sẽ là 90k cho một cái võng dù này thôi. Giá chỉ có 90.000 thôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mũ chống nắng nhá. Mũ chống nắng thì đây. À, em về nó sẽ có cho các bác là 4 màu này. Màu đen này, màu xanh quân đội này, màu be này và màu màu này là màu gì? Màu xám nhá. Đấy. Sẽ có cho các bác là màu đen, màu xanh quân đội, màu be và màu xám nhá. Đấy, có 4 màu cho bác luôn. Màu này sẽ là màu xám này. Đấy, tiếp theo là màu be này, màu be hay còn gọi là màu trắng cũng được nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một màu đen và một màu xanh quân đội đây. Em sẽ độ thử cho các bác xem. Đó, đây em sẽ độ thử cho các bác xem luôn. Dòng này thì chuyên để chống nắng và đó. Đây. Thì các bác chỉ cần là độ vào cho em như này. Đấy, độ vào cho em như này. Đó. Và ngoài ra thì nó sẽ có cái phần là cái phần che ở đằng trước đây. Che đằng trước thì các bác chỉ cần là bấm cái cúc này vào cho em này, bấm cái cúc này vào. Đó, bấm cúc này vào. Sau đó thì mình đội lên như này cho em này. Đó. Đây. Đấy các bác chỉ cần bấm cái cúc này vào này. Đấy, sau đó mình đội lên thì đây nó sẽ có cái phần nó sẽ che cho các bác này. Đấy, che cho các bác như này, vừa là kín mặt vừa là kín cổ này. Và đằng sau này nó sẽ chùm hết kín như này luôn. Đó. Thì khi các bác đội như này là cực kỳ là ngon luôn đấy các bác này. Đấy. Che kín như này thì vừa là chống nắng này, nắng nóng rồi mưa rồi bụi bẩn là che được hết, chỉ lộ mặt ra như này thôi, lộ mắt ra như này thôi. Đó, thì một con mũ như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Các bác lên cho em là mũ chống nắng nhá. Mũ chống nắng này, đấy. Các bác lên cho em là mũ chống nắng nhá. Giá của nó sẽ là 70k. Đó, 70.000 cho một con mũ chống nắng như này. Đây. Thì đây nó sẽ có cho các bác là màu xanh này, màu xanh quân đội này, màu màu xanh quân đội này, màu xanh than này, màu đen và màu màu be. Đấy, màu xám, rồi lắm màu thế mà. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi nhá. Còn bác nào mà chọn màu thì nhớ nhắc, còn bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác, tại vì nó quá nhiều màu này, 1 2 3 4 5, nó có 5 màu. Màu xanh than này, màu xám này, màu đen này, màu xanh quân đội và màu be. Đấy, nó có 4 5 màu tất cả các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lọ thuốc trị Long Biên Hắc Lào nhá. Long Biên Hắc Lào. Giá thì sẽ là 25.000 cho một lọ Long Biên Hắc Lào như này. Đấy. Cái này thì bôi vào rất là dễ chịu luôn. Bác nào chuyên bị Long Biên Hắc Lào rồi các cái bệnh nấm ngứa tay chân thì bôi cái này cho em. Đó, đặc biệt là Long Biên Hắc Lào, bôi thì rất là tốt luôn. 25.000 cho một típ như này các bác này. 25.000 cho một típ Long Biên Hắc Lào như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia ống hút hút dung dịch nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một cái bộ hút dung dịch như này. 30.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là một dây dài khoảng 80 cm, một cái đai như này và một cái đầu ống hút như này nhá. Đấy, thì các bác cứ cho vào là mình bóp là hút thôi, rất là tiện. Hút rượu, bia rồi nước ngọt rồi nói chung là đa di năng các loại đều hút được hết nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một cái hút dung dịch như này các bác nhá. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp mà miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, miếng dán ngải cứu. Thì con này chuyên dùng để các bác dán vào các cái phần như là cổ này, vai gáy này, đốt sống lưng, đốt sống cổ này, đặc biệt là dán vào cổ thì rất là tốt luôn. Bác nào hay bị đau lưng, mỏi gối, mỏi cổ thì dùng cái này cho em. Một hộp này của nó là 12 miếng nhá, 12 miếng. Giá thì sẽ là 25k nhá. 25k cho một hộp miếng dán ngải cứu như này. Lên cho em là dán ngải cứu nhá. Dán ngải cứu. Giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một hộp miếng dán ngải cứu như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái giấy ướt lau dầu mỡ nhá. Đấy. Giấy ướt lau dầu mỡ này. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái bịch giấy ướt như này. Thì dùng nó rất là tiện. Ở đây nó sẽ có sẵn xà bông cho bác luôn. Đấy, sẵn xà bông như này rồi. Sẵn xà bông và các chất tẩy rửa các bác chỉ cần đưa ra. Mình tẩy rửa lau chùi đi cho em là xong. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là cái giấy ướt lau bếp này bao nhiêu đấy? Qua lên cho em là giấy ướt lau dầu mỡ nhá. Đấy, giấy ướt này. Giấy ướt này. Lau dầu mỡ nhá. Lau dầu mỡ. Lau dầu mỡ. Giá của nó sẽ là 25k trên một bịch như này nhá. 25.000 trên bịch như này. Một bịch này của nó sẽ là 80 chiếc này. Này, 80 cái này. Thì rất là nhiều để cho các bác sử dụng dần luôn.
Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là lót giày quế nhá. Các bác lên cho em là giun lót giày quế này. Đấy. Cái này thì bên shop bán cho các bác giá cực tốt luôn, chỉ có 10k cho một cái lót giày quế như này thôi. Bác nào chuyên bị hôi chân này, đấy, hôi chân rồi chân bị dạng như là bị hôi kinh niên này, hoặc là các cái hiện tượng như là da mồ hôi chân này, thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, nó sẽ giúp cho các bác là chống hôi chân, chống bị vi khuẩn xâm nhập rồi rất là tốt luôn. Nó có sẵn các cái phần quế ở đây nhá, sẵn các cái phần quế họ trần và họ tẩm sẵn vào đây rồi. Đấy, mùi thì rất là thơm, mùi thơm mùi quế dễ chịu. Và giá sẽ là 10k nhá. Lên mã giúp cho em đó là lót giày nhá, lót giày này. Đấy, lót giày giá sẽ là 10k cho một cái lót giày như này, 10.000 trong cái lót giày như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con tô vít bao gồm cho các bác là 8 đầu như này. Đấy, 8 đầu nhá. Có cho các bác là đầu 4 đầu múi, 4 đầu múi như này và 4 đầu dẹt luôn, 4 đầu múi, 4 đầu dẹt. Tha hồ thoải mái cho các bác lựa chọn. Giá thì chỉ có 80k thôi. 80.000 cho một con tô vít như này, dùng nó rất là tiện, các bác không cần phải lấy nhiều ra nữa. Đấy, có cả con to, có cả con nhỏ nhá. Đây. Đấy, đầu to, đầu nhỏ có cả cho bác luôn. Cứ thế là dùng thôi, rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho em là tô vít vạn năng, giá thì sẽ là 80k cho một em tô vít vạn năng như này nhá. 80k. Đó, 80k cho em tô vít vạn năng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ đây. Đấy. Một cái lư, một cái lư bằng đồng như này các bác này, một lư bằng đồng như này các bác này. Đấy, đây, đây nó sẽ là một cái lư bằng đồng rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Một cái lư đồng như này. Con này thì chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là đây. Đấy, một cái lư bằng đồng như này về để các bác sông hương này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Nắp của nó đây. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái tấm lót như này. Đấy, các bác lót vào đây cho em này. Đấy, lót vào đây. Đặt nhang vào đây mình sông này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Chất liệu của nó thì bằng đồng nhá. Đấy, các bác về các bác cho nhang trầm này rồi cho các cái loại nhang của mình vào đây. Đấy, để mình đốt thì nó rất là tiện và mình xông hương rất là thơm luôn. Đấy, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 7-8 cm và chiều cao thì vào khoảng là 5 cm nhá. Đấy, chất liệu bằng đồng tự nhiên và nó có kèm cho các bác một cái đầu hình như một cái đầu nắp như này các bác này. Đấy. Đây cái này thì em không biết để làm gì nhưng mà nó có tặng kèm một cái này. Tặng kèm một cái này. Đấy. Thì cái này thì chắc là cái này để các bác để cái nhang vào đây. Đây để vào trong này xong đó các bác để cái nhang vào đây. Đấy, nó rất là tiện nhá. Lên mã giúp chị thì bên shop về cho các bác cái móc gỗ treo quần áo nhá. Đấy, móc gỗ treo quần áo như này. Có lên cho em là móc gỗ nhá. Giá sẽ là 40k. Thì đây nó sẽ là một con móc và nó có cho các bác là 8 cái đầu như này, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 cái đầu như này và các bác có kèm một cái quai như này, các bác xoáy vào đây cho em, xoáy vào cái này cho em. Sau đó thì mình treo lên tường này. Hoặc treo vào tủ quần áo này, mình để mình treo ví dụ như là các cái quần áo nhỏ này, hoặc là treo phơi đồ rất là tiện. Đấy, thì combo cho các bác là một bộ như này. Lên mã giúp cho em là móc gỗ nhá, móc gỗ giá thì sẽ là 40k nhá. Móc gỗ này, đó, móc gỗ giá sẽ là 40k cho một cái bộ móc gỗ như này nhá. 40.000 cho một cái bộ móc gỗ như này, rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá, thắt lưng cá sấu hộp giá sẽ là 150.000 cho cái bộ thắt lưng cá sấu hộp như này, sẽ bao gồm cho các bác là một bộ thắt lưng và hai cái mặt nhá, một dây thắt lưng hai mặt, một dây thắt lưng có hai mặt cho các bác luôn, đẹp chưa? Đấy, 150.000 bộ này thôi các bác này, một dây thắt lưng hai mặt siêu đẹp luôn, một mặt là cá sấu nằm giữa đấy và một mặt là cá sấu nằm lệch hai bên như này, lệch bên như này. Đấy, mặt của nó thì mặt đúc liền nhá, mặt đúc liền mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn đó, rất đẹp các bạn. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có 150.000 cho một cái bộ thắt lưng như này thôi. Đấy, bao gồm cho các bác hai mặt, các bác có thể dùng để mình thay tháo này. Lẫy của nó cực kỳ là ngon luôn và chất da thì siêu mềm luôn. Chất da của nó rất là mềm các bác nhá. Đấy, dùng thì rất là thích. Combo cho các bác luôn, một thắt lưng và hai mặt như này, một thắt lưng và hai mặt như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá, cá sấu hộp. Đấy. Còn ngoài ra thì bên shop có bán cái loại thắt lưng rời, một thắt lưng một mặt thì giá chỉ có 80.000 thôi nhá. Một thắt lưng một mặt là 80.000. Còn cái loại hộp này sẽ là 150.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cầm cho cái con dao giá này này. Combo nhá. Combo cho các bác sẽ là ba con dao nhá. Thì con dao chặt này thì sẽ là 180.000 các bác này. Đấy. 180.000 cho cái mã dao chặt thế này. Đấy.
Con chặt này là 180.000 này. Đấy, dọc giấy cực kỳ là ngon luôn. Con chặt này sẽ là 180.000, nặng khoảng từ 3 đến 4 lạng nhé. Đấy, thì các bác lên cho em là chặt gỗ này. Đó, chặt gỗ, giá sẽ là 180.000 nhé. 180.000 con dao chặt gỗ như này. Đấy, tiếp theo thì con này sẽ là con thái gỗ nhá. Đấy, thái gỗ sẽ là 80.000. Thái gỗ 80.000 cho một em thái gỗ này nhá, 80.000. Đấy, con này thì nó sẽ là dao chuyên để thái các bạn, chuyên để thái. Chiều dài khoảng 30 cm và dao rất là bén luôn. Lên cho em là thái gỗ nhá. Đấy, hàng liền thân như này. Ốp gỗ cực đẹp luôn. Đó, thái gỗ 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con dao đó là dao gọt gỗ nhá, cũng như vậy luôn. Đó, hàng đều là hàng nội địa của Nhật hết. Con gọt gỗ này thì sẽ là 40.000 nhá, 40.000. Đấy, còn nếu các bác mua combo 3 con như này thì lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ, giá chỉ có cho các bác là 260.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy, tính ra là hai con này đã là 260 rồi bao ship mà còn được tặng kèm không một con 40.000 như này. Đấy, tiền ship mất 30.000 rồi. Đấy, tính như vậy là còn có 230 thôi. Đấy, trừ đi 30.000 ship là còn có 230.000 cho một cái bộ dao như này các bác này. Đấy, giá rất rẻ luôn cho các bác luôn. Ok. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ gắp bát đũa nhá, bộ gắp bát đĩa. Đấy, vừa gắp bát vừa gắp đĩa được luôn. Giá sẽ là 50.000 cho một cái bộ gắp bát đĩa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. 50.000. Đây các bác này. Thật sự, tôi không có ý định gây chuyện, nhưng mỗi khi nhìn mẹ chồng mang đĩa như vậy, tôi lại mất hết sự ngon miệng. Lấy đĩa trực tiếp không chỉ dễ bị bỏng tay, mà quan trọng hơn là không hợp vệ sinh. Sát dụng cụ gắp đồ nóng này thật sự rất tiện lợi. Bên trong nó là chất liệu silicone không trơn trượt. Đối với đĩa nóng, chỉ cần dùng kẹp đĩa này, kẹp chắc chắn và không gây bỏng tay. Bạn có thể dùng nó cho mọi loại đĩa trong nhà. Hãy nhanh chóng nhấn vào link sản phẩm phía dưới và đặt hàng ngay. Với số tiền bỏ ra không quá đắt, bạn đã có ngay 3 món đồ này. Thật tuyệt phải không? Đấy, rất ok nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời này. Đấy, nó sẽ đựng trong một cái hộp rất đẹp luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Đó. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm là khi bác nhận được hàng, hàng nó sẽ nguyên đai nguyên kiện trong một cái hộp như này nhá. Đấy, trong hộp này có kèm cho các bác một khăn lau luôn. Đó, đấy là thứ nhất này. Thứ hai sẽ kèm cho các bác là một cái khay bằng gỗ, à một cái khay bằng tre và một cái khay đựng nước như này luôn, một cái khay đen đựng nước là vào cái mặt tre bên trên này. Một cái gắp như này và một cái hũ đựng chè này. Hũ này đựng được khoảng 5 ấm chè đối với cái chuyên này nhá. Đấy. Chuyên này thì nó sẽ là một cái dòng chuyên mini trong lòng bàn tay này các bác này. Các bác trông cái lòng bàn tay em úp vào này. Đấy, không có bác nhận được hàng các bác lại bảo là chê bé này. Đấy, trong lòng bàn tay này nhá. Đất nung của Nhật nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén một chuyên, một hũ đựng chè. Đấy, 6 chén một chuyên hũ đựng chè nhá. Đấy đây, combo cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 thôi. 140.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời này, ấm mặt trời đó, ấm mặt trời giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000 cho một cái bộ ấm mặt trời như này, giá siêu hợp lý luôn. Các bác trẻ đi đâu mà mua được một cái bộ chuyên chén như này, giá 140.000 các bạn. Đấy, 6 chén một chuyên, một khay, một giá đỡ, một hũ đựng chè, một cái gắp vệ sinh như này và một cái khăn lau, rất nhiều món luôn, rất nhiều món. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Đó, 140.000 giá siêu tốt cho các bác luôn rồi. Ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Hàm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật rất là nhiều máy hàng mới luôn. Thì em lại lên video gửi tới các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là em về cho các bác cái mã đầu bấm cốt nhá. Đầu bấm cốt cái này thì cũng nhiều khách hỏi và đợt này mới lại có hàng về. Thì một túi này của nó sẽ vào khoảng là 30 chiếc. Đấy, đầy đủ to nhỏ lớn bé. Thì khi mà các bác dùng đồ điện ấy thì các bác dùng cái đầu bấm cốt này thì nó sẽ rất là chuyên nghiệp các bạn, rất là chuyên nghiệp luôn. Dùng nó an toàn và chuyên nghiệp. Nếu các bác dùng mà không có cái đầu bấm cốt này thì nhiều khi điện đóm nó bị mo ve, bị chập chờn. Thì ví dụ các cái đầu dây là các bác chỉ cần đưa vào những cái đầu bấm này là mình bấm, sau đó thì mình vặn ốc vặn yếc vào, nó rất là chuyên nghiệp luôn. Lên mã giúp cho em là đầu bấm cốt nhá. Giá thì sẽ là 50.000 cho một bịch đầu bấm cốt như này. Một bịch này của nó là tầm khoảng 30 chiếc. Đấy, 30 chiếc. Lên mã giúp cho em đó là đầu bấm cốt này. Đấy, đầu bấm cốt. Đầu bấm cốt nhá. Đầu bấm cốt này, giá sẽ là 50.000 trên một bịch nhá. 50.000 trên một bịch bao gồm là 30 chiếc nhá, 30 cái, 50.000 cho một bịch như này, bao gồm 30 cái này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phin pha cà phê hàng của Trung Nguyên nhá, hàng của Trung Nguyên. Đấy, thì Trung Nguyên này nó là một cái thương hiệu cà phê nổi tiếng trên toàn cầu rồi, cả Việt Nam và toàn thế giới rồi nhá, cả Việt Nam và toàn thế giới luôn. Đó. Phin của nó thì là dòng phin bằng nhôm nhá. Đấy, dòng phin bằng nhôm.
rất là ngon lành cho các bác luôn. Dòng phin bằng nhôm nha. Và đây nó sẽ có cho các bác là cái cữ pha cơ bản này. Đấy, phin bằng nhôm cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái phin pha cà phê như này thôi. Đấy. Lên mã giúp em đó là phin pha cà phê nhá, phin pha cà phê. Giá sẽ là 40.000 trong một cái phin pha cà phê bằng nhôm như này. Đó. Giá thì khá là hợp lý để cho các bác sử dụng. Đấy, rất là tiện ích luôn. 40.000 cho một cái phin pha cà phê bằng nhôm như này. Thì con này nó rất là tiện để các bác có thể dùng để mình pha cà phê buổi sáng hoặc là các bác uống cà phê thì mình dùng cái này kia. Phin pha cà phê. Giá sẽ là 40.000 cho một bộ phin như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái xích mèo nhá. Đấy, con này thì nếu mà các bác xích các cái loại chó nhỏ cũng được, hoặc là không thì mình chỉ dùng để xích mèo thôi. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác một cái đai tròn như này nhá, một cái đai tròn như này. Và xích là bằng inox này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đầu quặc như này, đầu quặc này các bác này. Đấy. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 1,5 m nhá. Chiều dài khoảng 1,5 m. Đây. Đấy, em sẽ tháo ra một cái cho các bác xem. Con này thì rất là tiện ích các bác dùng để xích chó, xích mèo rồi các loại chó con. Chó con các bác nhá. Đấy. Chó con hoặc là mèo rất là ok, thì nói chung là chó con cũng được. Đấy. Bằng inox này, sáng bóng đẹp này. Hàng này của nó là hàng liền nhá, hàng liền này các bác này. Đấy. Hàng nó dập gần như là liền luôn. Đấy, giờ gần như là liền luôn các bác nhá. Đấy đây. Thì cái này thì em không biết là nó có liền hay không, nhưng mà trông nó khít lắm. Đây các bác này. Đấy, trông nó khít lắm thì chắc là nó liền đấy các bác. Đấy. Thì nó dập như này chắc là cái này nó có thổi thổi liền rồi. Có thổi liền như này các bác này. Sáng bóng đẹp luôn nhá. Đó đây. Đấy, và đây nó sẽ là cái khuy chốt của nó này. Và đây là cái đầu quạc này. Đấy. Chiều dài khoảng 1,5 m nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là xích chó mèo này. Đấy, xích chó mèo. Giá thì gửi tới các bác cái giá chỉ có 40.000 trong cái xích chó mèo này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xích chó mèo này. Đấy. Xích chó này. Đấy, xích chó cũng được, xích chó mèo nhá. Chủ yếu là các bác dùng để xích mèo thôi và chó con thôi. Xích chó mèo. Giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 cho một chiếc như này. Đấy. Thì cái này của nó thì nó chỉ nhỏ như là đây, trong cái ngón tay này các bác này. Đấy, nó trong ngón tay này. Chiều dài của nó thì vào khoảng 2 phân và cái chiều ngang này của nó thì khoảng là gần 1 phân nhá. Đấy. Thì các bác cảm nhận này, đây, nó sẽ là trong cái ngón tay như này các bác này. Đấy, không các bác về các bác nhận hàng này mà to nhỏ thế nào thì nó phức tạp. Đấy, giá thì chỉ có 40.000 cho một cái xích chó mèo này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi cam xanh nhá, vòi cam xanh. Thì ở đây nó sẽ là cái vòi màu cam và màu xanh như này. Màu cam và màu xanh như này, cho nên là bên em lên là vòi cam xanh nhá. Và con này thì nó sẽ là một cái dòng mà chia ra làm hai đường nước này, chia ra làm hai đường nước như này. Đó. Chia ra làm hai đường nước như này rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 50.000 thôi. 50.000 nhá. 50.000 cho một cái xích chó mèo như này nhá. 50.000. À xin lỗi các bác là 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này. Đấy. 50.000 nhá. Chia ra làm hai đường nước và có đầu xoáy như này nhá. Có đầu xoáy như này luôn. Các bác có thể kết nối với các cái hệ thống vòi xịt rửa, tưới cây rất là tốt luôn. Đó, và cái này thì hệ thống dẫn nước của nó rất là tốt nhá. Dẫn nước rất là tốt luôn. 50.000 thêm cái vòi cam xanh như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá, đồng hồ LED 140.000 một chiếc. Đây, nó đúng như trên hình này luôn, nó hiển thị như trên hình này nhá. Có hẹn giờ rồi, có chuông báo rồi, có cập nhật nhiệt độ các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy thì nó sẽ là con đồng hồ LED như này, chiều dài khoảng là 17-18 cm và chiều cao thì khoảng 5 cm. Đấy thì các bác để trên bàn như này nó rất là tiện này. Đây. Đấy và số nó sẽ hiển thị như trên hình như này. Đấy và con đồng hồ LED này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá, 140.000 cho cái mã đồng hồ LED thế này. Lên mã giúp cho em là đồng hồ LED, giá sẽ là 140.000 cho cái mã đồng hồ LED thế này nhá, 140.000. Lên cho em là đồng hồ LED, giá sẽ là 140.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Cái này nó sẽ là bật lửa kèm đồng hồ luôn và nó không có ga đâu, về nhà các bác tự bơm ga cho em. Đấy, về nhà các bác tự bơm ga. Đồng hồ đang chạy này. Đấy, đồng hồ đang chạy còn bật lửa về nhà các bác tự bơm ga và có đèn sáng như này các bác này. Đấy, có đèn báo sáng như này. Các bác theo. Đấy, có đèn báo sáng như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bật lửa đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho con bật lửa đồng hồ như này. Bật lửa đồng hồ về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga này. Tự bơm ga. Đấy, lên cho em là bật lửa đồng hồ. Giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con bật lửa đồng hồ này. Về nhà các bác tự bơm ga cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lấy dây tai đa năng nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng lấy dây tai đa năng như này. Cái dây tai này đang bán bao nhiêu đấy Phương? Thì nó sẽ là con này bên em đang bán là 30.000 nhá. Đợt này về cho bác giá cực kỳ là hời luôn. Chỉ còn 20.000 thôi. Đấy, 20.000 cho một cái bộ lấy dây tai đa năng như này.
Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là 1, 2, 3, 4, 5, 6 chi tiết nhá. 6 chi tiết và đựng trong một cái lọ như này, đựng trong một cái lọ bằng inox như này các bác này. Và có gioăng chống nước luôn thì các bác có thể treo vào móc khóa này, rất là tiện luôn nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là bộ lấy dây tai đa năng nhá. Bộ này đặt này về cho bác giá rất là tốt luôn, chỉ còn 20k thôi. 20k cho một cái bộ lấy dây tai đa năng như này các bác nhá. Giá rất tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ nước hoa này. Đấy, nước hoa thì nó sẽ có cho các bác là nước hoa Chanel và nước hoa Gucci. Giá thì đều là 120.000 cho một lọ như này nhá. 120.000 cho một lọ như này. Đấy, dòng này thì nó sẽ là hàng Gucci này thì nó sẽ là hàng của Anh này. Đây, Made in UK này. Đấy, UK là Anh Quốc các bác nhá. Đấy. Còn con này thì nó sẽ là hàng của Pháp này. Chanel này thì là của Pháp này. Made in Fancy này. Đó, đây, Made in Fancy nhá. Hai lọ này thì giá đều là 120.000 một lọ nhá. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Đây là Gucci này, Gucci là hình cây lá này. Đấy, còn Chanel thì nó sẽ là hình màu xanh đen như này. Và giá đều là 120.000 nhá. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện em cũng không tiện bóc ra nhá, cũng không tiện bóc ra luôn. Đó, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện này, 120.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa rồng nhá. Đấy, à các bác bật lửa viên ngọc này, đây. Đấy, các bác lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Ở trên nó có đính một viên ngọc như này. Và con này thì nó dùng bằng đá này, dùng bằng đá và các bác cho dầu gọi là dầu thơm hoặc là xăng vào đây là đều được nhá. Đấy, thì các bác dùng thì các bác biết rồi, cho cái gì là các bác biết rồi các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá. Nó có đính một viên ngọc như này, rất là đẹp luôn. Bật lửa ngọc 130.000 này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kìm chết của Mỹ này. Đấy, hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ này, Crossman USA nhá. Kìm chết của Mỹ như này. Đó, Crossman USA, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, Crossman USA. Con này thì bên shop cũng đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 100k thôi nhá. 100k cho một con kìm chết Mỹ như này. Đấy, lên xem là kìm chết Mỹ 100.000. Con này thì dùng bao phê luôn các bác nhá. Bao phê cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có 100k cho một con kìm chết Mỹ như này thôi. Đấy, 100.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái bộ dao đen nhá. Đấy. Bộ dao đen. Bộ này thì sẽ bao nhiêu nhỉ? 130.000. Bao gồm cho các bác là hai con dao bản to này. Hai con dao bản to thì con này thì nó sẽ là độ dày vừa phải thôi. Thì các bác có thể dùng để thái hoặc là chặt nhẹ thôi nhá. Chặt nhẹ và băm thôi. Chứ nếu các bác dùng để chặt gà thì gà nhỏ thì được. Chứ còn gà to là không được nhá. Nó chỉ nặng khoảng 2 lạng rưỡi đến 3 lạng thôi. 2 lạng rưỡi đến 3 lạng nhá. Hàng thì siêu bén luôn con này. Đấy, rất là bén luôn con này. Rất là bén luôn. Đó. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 con dao như này. 3 con dao như này. Cán của nó thì bằng nhựa nhá. Thép của nó là thép vân gỗ này. Thép vân gỗ như này. Đó. Cán bằng nhựa, thép vân gỗ và có kèm cho các bác là một con kéo này. Con kéo này thì có thể cắt gà, cắt cá này, khui bia này, làm vẩy cá này, mở nắp chai, kẹp cua ghẹ này. Đấy, và một con liếc như này. Đấy, combo cho các bác một cái bộ dao đen 5 món như này. Giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy, bỏ anh tờ giấy này. Đấy, combo cho bác luôn. Đấy, combo cho bác như này, xé cái quyển này. Đấy, 130.000 nhá. Đây em sẽ test em dọc giấy cho các bác xem này. Đấy. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn. Đây, đây các bác này. Đấy, cái tờ giấy này. Đấy, thấy không? Đây. Đấy, một cái tờ giấy rất là mủn nhá. Đấy, mà em cũng dọc được bình thường thôi. Đấy, rất bén luôn con ơi. Đấy, hàng siêu bén luôn. Các bác thấy chưa? Đó, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá. Bộ dao đen, Phương hỏi cái này đi. Bộ dao đen này, 130.000 này. Đấy, cái giờ P7 này hỏi đi. 130.000 cho cái bộ dao đen như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá. Đấy, bàn chải điện. Thì đây nó sẽ là một cái bàn chải điện như này. Bao gồm cho các bác là một đầu điện và bốn đầu bàn chải nhá. Một đầu điện, bốn đầu bàn chải như này. Đấy, một đầu điện, bốn đầu bàn chải như này. Đấy. Đấy, một đầu điện và bốn đầu bàn chải như này. Một con thân máy điện và bốn cái bàn chải nhá. Đấy, bốn cái bàn chải như này. Kèm thêm một cáp sạc. Hả? Bán bao nhiêu? Đấy. Đây các bác nhá, về nhà các bác bật nguồn này lên cho em này. Bán bao nhiêu? Đấy. Đây các bác này, đấy. Tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên một phút nhá. Đấy. Các bác thấy không? Đấy, nó rung rất là mạnh luôn các bác này. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Đó. Đấy, rung như này thì là khi các bác đánh răng thì nó giúp vệ sinh răng lợi rất là tốt này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá. Con này giá thì chỉ có 95k thôi, hàng 3 chức năng. Đấy, hàng 3 chức năng, 4 chức năng cho các bác luôn. Đấy, rất nhiều chức năng cho các bác luôn nhá. Sản phẩm thì nó sẽ có cho các bác là một con tăng đơ như này. Đấy, đầu tiên sẽ có cho các bác là một cái con tăng đơ như này. Chức năng chính của nó sẽ là dùng để cạo râu này. Bộ sản phẩm bao gồm 3 lưỡi kép như này, cạo râu cực kỳ là ngon luôn. Đấy.
qua theo, lưỡi quay rất là tít luôn nhá. Đấy, thì thứ nhất là dùng được cạo râu này các bác này. Đấy, các nghe tiếng râu em nó đứt chưa? Đấy. Hàng ba lưỡi kép luôn nhá. Đây, đấy em vừa cạo một tí mà râu nó dính đầy này các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Thứ nhất là chức năng là cạo râu này. Giặt ra thì các bác dùng cái chức năng cho em đó là tỉa lông mũi này. Cái này là tỉa lông mũi thì các bác lắp vào cho em là xong này. Đấy, tiếp theo là cái chức năng này là chức năng là massage này. Đấy, massage này. Đấy, và chức năng nữa là có cả tăng đơ để các bác chấn viêm luôn. Đây, cái này là tăng đơ chấn viêm này. Đấy. Đây, tăng đơ chấn viêm luôn. Đấy, thì qua nó sẽ có cho các bác là 4 tính năng liên tục để các bác sử dụng nhá. Đấy. Thứ nhất là cạo râu này. Đấy, thứ nhất là cạo râu này, thứ hai là thứ nhất là cạo râu này. Thứ hai là các bác dùng để tăng đơ chấn viêm này. Thứ ba là cắt tóc này. Và thứ tư là có cái phần chổi này các bác dùng để massage mặt này. Đấy. 4 chức năng luôn, 4 chức năng cho một cái con tăng đơ 9D như này. Và cái giá thì chỉ có 95.000 thôi. 95.000 các bác nhá. 95.000. Hàng xuất đi Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu, đầy đủ các nước cho các bác luôn. Đó. Giá sẽ là 95k. Em báo cho em là tăng đơ 9D nhá. Đấy, tăng đơ này. Tăng đơ 9D nhá, 9D. Giá sẽ là 95k cho một cái bộ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm pha trà nhá. Ấm pha trà. Đây. Đây nó sẽ là một cái con ấm để các bác chuyên dùng để pha trà. À, ấm mặt trời. Đấy, lên cho em là ấm mặt trời. Sẽ bao gồm cho bác một cái gắp này, một cái khay như này này. Tiếp theo là đến một cái khay này. Một khay này các bác này. Đấy, một khay này. Đấy, tiếp theo là đến một cái khăn lau. Và một cái bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này. Một cái chuyên như này. Chuyên này thì trong lòng bàn tay thôi nhá, làm bằng đất nung của Nhật này. Một chuyên này. Đấy, sẽ có cho các bác là 6 chén nhá, 6 chén luôn. Đây. Đấy, một chuyên 6 chén luôn, tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Có khách có khứa uống trà thoải mái nhá, 6 chén luôn. Một chuyên 6 chén như này nhá. Đấy, đây các bác này. Một chuyên 6 chén như này. Kèm thêm cho các bác một cái hũ nữa. Một cái hũ đựng trà này các bác này. Đây. Một cái hũ đựng trà nữa. Đây. Các bác có thể đựng được 4 ấm trà, 4 đến 5 ấm trà thì các bác cho vào cái bình to các bác lại cho ra đây. Hoặc không dùng thì các bác có thể để trưng bày cũng được, rất đẹp luôn. Đó thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các chi tiết như này. Khăn lau này, cái này để các bác gắp tráng trà này rất là Nhật luôn nhá, rất Nhật luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi, 140k cho một cái bộ ấm mặt trời như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời. Ấm mặt trời này. Ấm mặt trời giá sẽ là 140k nhá. 140.000 đây. Ở cái vỏ này nó sẽ có cái hình hoa văn mặt trời như này nên em gọi nó là ấm mặt trời 140.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Con này thì nó có cái độ tính từ và nó hút cái các cái vết bụi bẩn rất là tốt luôn. Thì các bác dùng để mình lau kính này. Đấy, một bịch này của nó sẽ bao gồm là 2 này, 4 6 8 10, 10 cái như này thì là nó là kích thước là 30 x 30 và nó là một cái dòng vải thô mịn. Dùng chuyên để lau kính nhá, lau kính ô tô này, lau kính của các cái bề mặt bàn này. Nói chung là chuyên để lau kính thì rất là tiện luôn và nó có cái tính từ nó hút bụi rất là tốt luôn. Đấy, có cái từ tính ấy. Lên mã giúp cho em đó là khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Khăn lau kính giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái khăn lau kính như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột thông minh nhá. Đây, kẹo chuột thông minh này. Đấy, cái này thì một hộp này của nó sẽ là 30.000 một hộp này. Đấy, nó sẽ là dạng viên màu hồng như này. Cái dòng này thì nó thu hút chuột rất là tốt luôn. Chuột đến ăn rồi chết cả đàn luôn các bác nhá, chết cả đàn luôn. Đó. Chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng ăn chết cả đàn luôn các bác nhá. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Thái Lan. Toàn bộ chữ Thái hết, Bangkok Thái Lan các bác này. Đấy, Bangkok Thái Lan này các bác này. Đó, Bangkok Thái Lan nhá. Đó, giá thì nó bán thị phần số 1 luôn, 30k cho một hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sen quạt tăng áp này. Bộ sản phẩm thì rất đơn giản, bao gồm là một sen quạt và một bộ dây. Bộ dây này thì dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Đấy, có lô 1m2, có một lô 1m5. Dây inox chống rối. Đấy, một sen một dây như này. Đấy, có đóng ngắt trên tay này, có điều chỉnh tăng giảm này và có cánh quạt xoay này. Đấy, bộ sản phẩm như này giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt tăng áp nhá. Giá sẽ là 100.000. Rất tiện luôn, con này thì dùng rất là thích, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Nhà bác nào nước yếu thì dùng con này cho em, rất là ok. Sen quạt tăng áp. Giá của nó sẽ là 100k.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su nhá, sen cao su đây. Đấy thì cái sen này thì ở đầu vòi của nó sẽ có cao su. Đấy, đầu vòi của nó sẽ có cao su. Đầu vòi của nó sẽ có cao su như này. Đấy, và cũng một dây một vòi như này. Một dây một vòi này, cũng có đóng ngắt trên tay nhá, có đóng ngắt trên tay và đầu vòi này sẽ có cao su giúp cho các bác massage khi mình tắm thì mình kỳ cọ massage cũng rất là tốt luôn. Con này thì giá sẽ là 95.000, cũng có điều chỉnh nhá, có điều chỉnh như này. Đấy, và điều chỉnh thì nó sẽ có 3 chế độ nước này, 3 chế độ nước như này các bác này. Đấy, đúng như trên hình luôn. Thì dùng để mình tắm rất là thích luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Con sen cao su này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000 cho cái sen cao su này thôi. Giá của nó sẽ là 90.000. Đấy, con này thì cũng rất là tiện để cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su, giá sẽ là 90.000 nhá. Đấy. Sen cao su này, giá sẽ là 90.000 cho một cái bộ sen cao su như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ lên cho bác một số cái mã thuốc hàng thuốc nội địa của Nhật nhá, hàng thuốc nội địa của Nhật. Thì rất là nhiều các cái mã thuốc đây để gửi tới các bác này. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác đó là cái dầu xay xe nhá. Đấy. Dầu xay xe như này. Con này thì ghi cả giá ở đây. Dầu xay xe giá sẽ là 40.000 cho một cái lọ dầu xay xe như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái lọ dầu như này. Thì khi nào các bác xay xe thì lên xay tàu, xay xe, xay máy bay này. Đấy, các bác chỉ cần lăn vào tay này cho em này. Đấy, lăn vào tay này cho em. Đó, con này thì dùng rất là tốt luôn. Đó, dầu xay xe nhá, dùng rất là tốt luôn. Chuyên trị cho các bác bị xay xe này, xay tàu, xay xe đây các bác này. Đấy, đây. Đây, tàu bay, tàu hỏa rồi nói chung là đây, tàu bay, tàu hỏa rồi xe ô tô rồi tàu biển các thứ này. Đấy, giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu xay xe như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dầu xay xe, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem bạch biến nhá. Cái này công dụng là cái gì đây? Công dụng như nào? Những người bị bạch tạng, bạch biến. Kem bạch biến này, con này thì chuyên dùng cho các bác nào chuyên bị gọi là bị bạch tạng này hoặc là bị dạng như là nó đây, đấy cái những cái vết loang màu trắng này các bác này. Vết loang, vết vẩy màu trắng như này thì các bác bôi cái này vào cho em. Đấy, da các bác bị các cái hiện trạng như vậy thì các bác bôi cái kem này vào cho em, rất là tốt luôn. Thì nó sẽ giúp các bác về cái hiện trạng da như bình thường nhá. Đấy, ví dụ như là cái da nó đang bình thường như này mà các bác bị một cái choàng nào đó nó bị biến dạng này hoặc là bị bạch biến ấy. Đấy, đây nó gọi từ chuyên môn nó gọi là bạch biến nhá. Đấy, đây đúng như hình như này thì các bác bôi cái này vào cho em, rất là tốt luôn. Giá thì các bác lên cho em là kem bạch biến nhá, giá sẽ là 60.000 cho một típ kem bạch biến như này, 60.000 cho một típ như này nhá. Đấy, 60.000 cho một típ kem bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nấm phụ khoa nam nữ nhá. Đấy, con này thì sẽ là 45.000 cho một típ như này. Đấy, các bác lên cho em là nấm phụ khoa nam nữ. Nam nữ đều dùng được cả nhá. Đấy, cả nam cả nữ luôn. Đây là cái logo nam nữ này. Đó, cả nam cả nữ đều dùng được luôn. Thì cái này của nó cũng là thuộc dạng kem, các bác bôi thì rất là tốt. Đấy, bị nấm, bị ngứa rồi bị phụ khoa, dành cho cả nam và nữ luôn. Hàng thì cực kỳ là chất lượng cho bác nhá. Nấm phụ khoa nam nữ. Cái này thì giá của nó sẽ là 45.000, 45.000 cho một típ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Cái này là trị hăm cho bé nhá. Đấy. Hăm ngứa cho bé này. Đấy, cái này thì chuyên trị hăm ngứa cho bé. Ví dụ các bé nhà mình mà nó bị hăm ngứa. Đấy, rồi là bị mụn. Các loại mụn như là hăm ngứa rồi mụn muỗi đốt các thứ là các bác bôi hết cho em là đều khỏi hết nhá. Đấy, bị hăm ngứa này hoặc là các mụn bị muỗi đốt hoặc là côn trùng đốt là các bác bôi cái này cho em, rất là tiện ích luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng như này, chuyên dùng cho trẻ em nhá. Cái này thì dùng cho trẻ em rất là tốt luôn và an toàn nhá. Đấy, đã được chứng nhận rồi, rất là an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là trị hăm ngứa cho bé nhá, hăm ngứa cho bé, giá sẽ là 35.000 cho một típ như này. Đây, hình trẻ em này các bác này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên viêm da cơ địa này. Đấy, cái thuốc trị viêm da cơ địa. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50.000. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một lọ như này các bác này. Bác nào chuyên bị viêm da cơ địa thì các bác dùng cái này cho em. Tức là các bác cái dạng như là lỗ chân lông của mình nó viêm đấy, viêm nhiễm những cái lỗ chân lông hoặc là da đấy, da mình nó viêm nhiễm thì các bác bôi cái thuốc này cho em, dùng rất là tốt luôn. Đấy, hàng cổ truyền của Nhật đây các bác này. Đấy, đây
Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng cho các bác luôn. Đây các bác này, một lọ là 20g nhá. Viêm da cơ địa không nhá, bác nào bị viêm da cơ địa thì dùng con này cho em. Đấy, lỗ chân lông bị rỗng này, rồi là bị ngứa thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, ngứa cũng bôi được hết nhá. Đấy, viêm da cơ địa giá sẽ là 50k cho một lọ như này, 50.000 cho một lọ viêm da cơ địa như này các bác này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau xương khớp này. Đấy, thuốc trị đau xương khớp giá của nó sẽ là 40k cho một típ xương khớp như này. Đấy, cái này thì các bác nào chuyên bị đau xương khớp thì bôi cho em. Cái này em bán rất là nhiều rồi, có bác lấy một phát 10 lọ xương khớp này luôn. Đấy, chuyên bị đau xương khớp này. Đấy, xương khớp bọ cạp nhá, gọi là xương khớp bọ cạp này. Ở đây thì có bọ cạp rắn này, rồi cóc này, rồi rết này, rồi thạch sùng này. Đó, bôi vào thì rất là nóng luôn mà các bác dùng rất là tốt nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp, giá của nó sẽ là 40.000 cho một típ xương khớp bọ cạp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị xịt xoang nhá. Bác nào bị viêm xoang mũi, đau mũi, dị ứng mũi thì dùng cái này cho em. Đấy, viêm xoang mũi, đau mũi, dị ứng mũi thì dùng cái này cho em, rất là tiện luôn. Đây, cái này khi mà xịt ra nó sẽ là dạng xương như này các bác này. Đấy, các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em rất là tốt luôn. Đấy, chuyên trị viêm xoang, viêm mũi, rồi dị ứng mũi, rồi nói chung là các cái bệnh về xoang là các bác dùng cái này cho em là khỏi hẳn luôn. Đấy, khỏi hẳn luôn, các bác chỉ cần dùng cho em một liệu trình 1 đến 2 lọ là sẽ khỏi hẳn luôn nhá. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi giá của nó sẽ là 45k nhá, 45.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hắc lào long ben nhá. Bác nào chuyên bị hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em. Hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em, rất là tuyệt vời luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng nhá. Vẩy nến á sừng, hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng dùng con này cho em. Giá thì chỉ có 25k cho một típ như này thôi. Dùng thì cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, dùng cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hắc lào long ben vẩy nến nấm ngứa các bác dùng là khỏi hết luôn nhá. Khỏi tan ngàn luôn, chỉ cần 1 đến 2, cùng lắm là 3 lọ là khỏi hẳn luôn các nhá. Có những người người ta mua hộ cả xóm luôn hắc lào long ben nấm ngứa. Dùng con này cho em rất là ok, giá sẽ là 25.000, 25.000 cho một tiếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau trĩ nhá. Đấy, thì các bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại này, co bú trĩ, xa bú trĩ dùng con này cho em. Đấy, bác nào bị co bú trĩ, xa bú trĩ này, trĩ nội trĩ ngoại dùng đều ok hết nhá. 30.000 cho một lọ thuốc trĩ như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trĩ hàng nội địa của Nhật này, hàng của thương hiệu của Datami đây, Datami các bác này. Đó, thì trĩ nội trĩ ngoại, co bố trĩ, xa bố trĩ dùng đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 30k cho một lọ trĩ như này, 30.000 cho một lọ trĩ như này. Tiếp theo thì thuốc đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày thì con này bên em bán rất là nhiều rồi. Các bác cứ lên các bác gõ là thuốc đau dạ dày 123 là các bác biết rồi. Dòng này của nó là một cái dòng cực kỳ thương hiệu luôn. Thuốc đau dạ dày 123, giá thì sẽ là 100k cho một lọ nhá, 100k cho một lọ. Đây, 100.000 cho một hộp như này, một hộp như này, 100.000 cho một hộp nhá. Một hộp này của nó thì sẽ có cho các bác là 5 vỉ, 1, 2, 3, 4, 5. Một hộp này của nó là sẽ có là 5 vỉ nhá, 5 vỉ như này. Dòng này của nó là dòng thuốc nam nhá, cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Thuốc nam các bác, thuốc nam cho nên là dùng rất là an toàn luôn nhá. Và các bác có thể dùng lâu dài được. Đấy, dùng lâu dài cho em. Giá thì sẽ là 100k. Đấy, 100k các bác nhá, 100.000. 100.000 cho một lọ thuốc như này, một hộp thuốc như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trị đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày, giá của nó sẽ là 100k cho một 100k cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì sẽ cho các bác là 5 vỉ nhá, 5 vỉ. Thì khi các bác uống thì cứ uống cho em là 1 đến 2 viên và sau bữa ăn, uống cho em 3 ngày liên tục, sau đó thì mình nghỉ, sau đó thì mình nghỉ 2 ngày rồi mình lại uống tiếp các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gọi là thuốc nhỏ mắt, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chuyên dùng để nhỏ mắt rất là tốt luôn các bạn. Đấy, rất là tốt luôn. Đấy, chuyên dùng để nhỏ mắt cho em. Đây, đấy, hàng này của nó thì nó sẽ là vitamin E này, B6 này, NA và K. Đây là các cái dòng cực kỳ là tốt và an toàn luôn, để các bác chuyên dùng, gọi là chuyên dùng cho em, gọi là mình bị đau mắt này, rồi sưng cộm này, rồi là mỏi mắt. Đấy, phục hồi thị lực rất là tốt luôn. Đấy, đây, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy, made in Japan các bác nhá. Đó, đây,
nguyên cái vỏ của hãng cũng đã các bác đã biết chất lượng rồi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60k thôi. Các bác lên đi là thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt giá sẽ là 60.000. Đó, thuốc nhỏ mắt này. Thuốc nhỏ mắt giá của nó sẽ là 60k cho một típ như này nhá. 60.000 cho một hộp thuốc nhỏ mắt như này. Đó, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mũi hộp khoan tháp đỏ nhá. Hộp khoan tháp đỏ này. Đấy. Lên cho em là mũi khoan tháp đỏ. Hộp này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 cho một hộp khoan tháp đỏ như này. Hộp này sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Vừa mũi khoan vừa là lấy gen luôn các bác này. Đấy. Vừa khoan vừa tazogen luôn. Combo cho các bác một hộp như này bao gồm cho các bác là 6 mũi nhá. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tazogen. Khoan tháp nhỏ nhất thì nó sẽ là 42 này. Đấy, rồi 432 và 420. Đó. Thì chất liệu của nó là thép gió phủ titan, hàng cực kỳ siêu bền sắc bén cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là khoan tháp đỏ nhá. Đấy, khoan tháp đỏ. Nó hộp nó đỏ như này lên là bên em đặt là khoan tháp đỏ nhá. Khoan tháp đỏ, giá sẽ là 110k nhá. Ngoài ra thì bên shop có một cái mẫu đó là cũng là mũi khoan tháp, thì cái này nó là 5 mũi kèm một cây lấy dấu luôn. Đấy, thì cái này nó sẽ là nguyên khoan tháp thôi và có kèm một cây lấy dấu các bác nhá. Đấy, thì đây, nó sẽ là 5 mũi khoan. Đấy, cái này thì nó thiên về 5 mũi khoan và kèm một cây lấy dấu này. Đấy. Thì các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu nhá. Đấy, thì đây các bác này. Đây, cái lấy dấu này rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần là bấm vào này là có dấu này. Đấy, thì các bác làm thợ làm nghề các bác biết rồi. Đó. Dập này là có dấu luôn đây. Dấu rất là to này các bác này. Đấy, em dập cho các bác xem nhá. Đấy, đây, dấu rất là rõ các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Thì cái này các bác dùng để mình lấy dấu, đánh dấu trước khi mình khoan hoặc là mình đục. Đấy, rất là ok. Thì nó cũng có cho các bác là mũi đầu tiên nó sẽ là 4 đến 12 này. Đấy, rồi to nhất sẽ là 432. Chất liệu của nó thì vẫn là thép gió phủ titan nhá. Cực kỳ sắc bén cho các bác luôn, hàng của Nhật này, Unica này. Đấy, Unica Japan nhá. Thì các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này. Hộp 5 mũi này. 5 mũi kèm lấy dấu nhá. Hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này. Kèm lấy dấu nhá, giá sẽ là 180k nhá, 180k cho một hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu như này các bác này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia giấy lau giày nhá. Một bịch này của nó thì nó sẽ được vào khoảng là tầm 30 chiếc các bác, 30 chiếc. Và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng cái giấy như này, bằng cái khăn ướt như này và có tẩm sẵn cho các bác là các cái chất tẩy rửa luôn để các bác mình vệ sinh giày dép nó rất là tiện và sạch sẽ nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một bịch giấy lau giày như này. Lên cho em là cái giấy lau giày này bao nhiêu đấy? Giấy lau giày nhá. Lên cho em là giấy lau giày. Giấy lau giày. Giấy lau giày giá của nó sẽ là 20k trên một bịch nhá, và các bác nào mua từ 3 bịch trở lên thì sẽ là 50k. 3 bịch là bằng 50k, giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. 3 bịch 50.000. Thật ra đây là chiếc giấy ướt thần kỳ để lau giày các bạn ạ. Đối với mình thì đây là một cái phát minh cấp tiến. Đấy các bạn thấy chưa? Dành cho những người lười. Giày bị bẩn bong chốc các bác lau sạch luôn. Nó có cái lớp bọt như này này. Là do cái dung dịch tẩm ở trong đấy ấy. Xong rồi mình lấy một cái khăn khô mềm để mình lau lại để cho nó khô đi ấy. Kể từ khi mà mình biết được cái giấy ướt lau giày này ấy, kiểu cuộc đời của mình bước sang một trang mới luôn các bạn ạ. Rất là tiện các bác nhá. Mọi người có thấy nó giống một cái gói giấy ướt bình thường không? Nhưng thật ra đây là các đi chơi mà đánh giày thế này thì bao này. Giờ xong. Đấy. Khăn lau giày đa năng là cứu cánh cho những lúc giày bẩn mà chúng ta muốn sử dụng luôn như đi đấy, ăn rất tiện luôn. Đi chơi vân vân, làm sạch nhanh chóng mà không cần rửa nước hay vật dụng nào hỗ trợ. Chất liệu từ thiên nhiên an toàn cho da. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồ da nhá, đồ da. Hàng da bò của Mỹ. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, một màu đen và một màu nâu. Đấy, màu đen màu nâu như này. Chất liệu của nó thì da bò tự nhiên, hàng da bò nguyên miếng cao cấp. Đây là cái mặt của nó này, mặt của nó thì rất là xịn luôn. Mặt của nó sẽ là mặt đúc liền nguyên khối này các bạn. Đây, mặt đúc liền nguyên khối này dùng cực kỳ là đã luôn các bạn. Dòng này thì dùng miễn chê luôn, bền vĩnh cửu luôn. Các bác chỉ cần dùng nó cũ quá thì mình cứ đi thôi chứ không bao giờ hỏng được. Mặt của nó là mặt mạ vàng này, tráng gương mạ vàng đẹp này, tráng gương mạ vàng 18 carat cực kỳ đẹp luôn. Đúc liền như này mà dòng con lăn rất là dễ sử dụng nhá, không lo hỏng nhá. Đó, và cỡ nào cũng vừa, thích thả bao nhiêu thì thả nhá. Hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA. Đó. Giá thì bên shop đang cập nhật gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100
190.000 nhá. 190.000 cho một con thắt lưng da bò Mỹ như này. Cái này 190 đúng không? 190.000 thắt lưng da bò Mỹ nhá. Hàng tuyệt phẩm cho các bác luôn. Thắt lưng da bò Mỹ 190.000. Các bác muốn lấy màu đen thì lấy màu nâu thì lấy. Chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá. Da bò nguyên miếng tự nhiên. Đây thì để xác minh là sao là nguyên miếng tự nhiên thì đây các bác này. Đấy. Hai cái nó đã không bằng nhau rồi các bác này. Đấy, hai cái không bằng nhau. Tức là khi mà người ta cắt ấy là nó theo từng thớ một, nhưng mà chiều dài của nó thì dài nhất vẫn là khoảng là ngắn nhất là khoảng 1m1 và dài nhất thì khoảng 1m2, 1m3. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví da bò này. Đấy. Đây. Ví da bò cũng là hàng của Mỹ luôn, made in USA nhá. Hàng nguyên miếng như này. Đấy, cũng là 100% da bò tự nhiên. Các bác có thể đốt thoải mái nhá. Đốt thoải mái cho em luôn. Không có hề hấn gì luôn. Đó, cứ đốt trực tiếp vào cái chỗ phần giữa anh em, đừng đốt vào chỉ nó cháy chỉ các bác nhá. Đó. Vì ví thì cực kỳ là mỏng nhẹ thì các bác dùng nó không bị cạnh. Đây. Da bò này các bác này. Đấy. Da bò nguyên miếng nó phải như này. Các bác thấy chưa? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Lên mới giúp cho em là ví da bò nhá. Ví da bò này. Ví da bò 120k một cái. Đấy, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia ghế hơi các bác này, ghế hơi. Thì đây nó sẽ là một con ghế như này. Chất liệu của nó là bằng da lộn này. Các bác này. Đấy, nó sẽ là bằng nhung lộn rất là đẹp luôn. Con này dùng thì cực kỳ là thích. Đấy, và các bác bơm lên thì con to thì nó sẽ là cao 86 này. Sâu là 1m22 này và rộng là 98 cm, gần 1m. Còn con nhỏ này thì nó sẽ là 55 và 26. Đây, hai con như này luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. 350.000 cho một con ghế hơi như này thôi. Cái này khi bơm lên nó sẽ to như này luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy, rất tiện nhá. Các bác có thể dùng để mình thư giãn này, nằm nghe nhạc này, rồi có thể để mình để ngoài ban công này, nói chung là rất là tiện. Đó. Dùng rất là đã nhá. Hai người ngồi lên cũng ok luôn. 350.000 cho một con ghế hơi như này. Cái này thì nó bồng bềnh, nhà bác nào bị đau lưng mỏi gối cái thứ là dùng nó rất là thích. Đó. 350.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Lên cho em là dây thít thì nó sẽ có cho các bác là dòng là 20cm, 25cm và 30cm. Đấy, có 3 mẫu như vậy. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đấy thì nó đều là 250g một bịch hết nhá. 250g một bịch thì cái dài thì nó sẽ ngắn ít đi. Đấy, còn là gam thì bằng nhau. Giá đều là 25.000 hết. Cái này thì các bác dùng đa di năng luôn. Có thể dùng để mình làm dây thít vào bao này. Hoặc là cây cảnh này, hoặc là đa di năng ở đâu cũng được, rất là tiện này. Đấy, ví dụ như mình có cái bao thóc, bao lúa mình chỉ cần thắt vào này cho em xong, rất là tiện luôn. Hoặc là các bác dùng để mình thắt cây cảnh, cây cối các thứ nhá. Rất là tiện luôn. Lên cho em là dây thít nhá. Dây thít giá thì chỉ có cho bác là 25k trên một bịch như này. Đồng giá nó sẽ có là các bác là 20cm này, 25 này và 30cm. Các bác muốn lấy loại nào lấy các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20.000 một típ như này và bên em bán là 50.000 ba típ. Đó, 50.000 cho ba típ keo đa năng xanh như này. Con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn. Các bác có thể dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt, rất tiện ích để các bác có thể dán đa di năng được luôn, keo đa năng xanh 15k trên một típ này thôi. Đấy các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đấy, nó dán rất là đa di năng luôn nhá. Đó. Các bác thấy chưa? Đó. Các bác có thể dán cánh kệ tủ, rồi nói chung là móc treo quần áo, rồi tủ, rồi ổ điện như các thứ đều ok hết. Đấy. Dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn. Đó. Rất tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là 15k một típ thôi. Rất tiện luôn các bạn. Keo dán đa năng nhá. Đó. Hả? 20.000 các bác nhá. Đấy. 20.000 đợt này về cho bác giá 15.000 một típ luôn, 50.000 ba típ. Giá thanh lý luôn các bác nhá. Đó. Trước em đang bán 20.000, đợt này về cho bác giá tốt luôn, 15.000 một típ, 50.000 ba típ luôn các bác nhá. Đấy, rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết, hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy. Hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji made in Japan các bác này. Đấy, Muji made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là
tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác làm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác làm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai đây các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8 đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép nhức được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bạn này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống thôi nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá. Chiếu mây giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m. Thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá. Thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6 2m nhá, 1m6 2m các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, cho nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy. Chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông, mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bác này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1m nhá. Một gối ôm chiều dài 1m. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Một số các mã hàng bên em tiếp tục về mã mới. Lên video gửi tới các bác các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái vật hoa quả nhá. Đấy, thì con này nó rất là đơn giản thôi, về nhà các bác lắp thêm cái cán vào đây này. Đấy, thế là các bác cho vào. Đấy, là mình cứ giật như này là sẽ cái quả nó sẽ rơi vào đây nhá. Sung khế rồi các cái dòng hoa quả là mình cho vào đây, mình chỉ cần là cho cái cán vào, bắt cái ốc vào đây cho em, bắt vít vào đây cho em là nó giữ này. Đấy, sau đó thì mình vật hoa quả các thứ rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là vật hoa quả, giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Đấy, lên cho em là vật hoa quả này. Vật hoa quả giá sẽ là 50k trong chiếc như này nhá, 50.000 trong cái vật hoa quả như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Thì mọi người dùng rất dễ, cắm cái xào vào là dùng được trực tiếp ạ.
đây có thể là đi hái xoài, hái cam quýt các thứ đấy các bạn này, tiện đấy. Lợi thì nó được kính là 16 cm, phù hợp với rất nhiều loại hoa quả. Thì khi mà người giật định nó có cái lệnh đó là sẽ cài vào và giật rơi vào cái giỏ của mọi người, không bị rơi ra ngoài, không bị giật hoa quả nhá. Đó, rất tiện luôn nhá, tiện lợi ạ. Lên em là vật hoa quả nhá, giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ nạo 5 món này. Đấy, bộ nạo 5 món thì nó sẽ là một cái bộ bao gồm là 5 chiếc như này. Đấy, combo cho bác 5 chiếc luôn. Đây. Đấy. Bộ nạo 5 món nhá. Giá thì đợt này giá thanh lý cho bác giá chỉ còn 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ nạo 5 món như này. Đấy, 60.000 cho cái bộ nạo 5 món, tính ra vào chưa đến 20.000 nhá, nó vào khoảng 12.000 cho món này thôi. 1 2 3 4 5. 60.000 cho cái bộ nạo 5 món như này nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng để gắp nóng bát đĩa đây. Đấy, gắp nóng bát đĩa thì các bác đưa vào. Đấy, cái bát cái đĩa các bác đưa vào, các bác kẹp ra cho em là xong. Đây, cái này để gắp nóng bát đĩa này. Đấy, còn cái này thì để nạo vỏ, nạo sợi này, làm vậy, làm gà, làm cá này. Đấy. Còn cái này cũng là nạo sợi, nạo vỏ này. Cái này cũng nạo sợi, nạo vỏ luôn. Còn cái này thì các bác làm lòng, làm niếc, nói chung là đa di năng nữa, rất là tiện luôn. Cái lên cho em là bộ nạo 5 món, giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy, lên cho em là nạo 5 món, giá sẽ là 60.000. Đấy. Lên cho em là bộ nạo 5 món này, bộ nạo 5 món. Bộ nạo 5 món giá chỉ có 60k thôi nhá. 60k cho cái bộ nạo 5 món như này, rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nắp cống đồng ngăn mùi nhá. Đây nó sẽ là một cái nắp cống bằng đồng như này. Đấy. Thì nó sẽ là một cái dạng van ngăn mùi, thì các bác để vào trong cái thoát sàn nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet giúp cho em. Đó, thì khi mà các bác để vào thì nước nó chảy thì nó mới mở nhá, còn là nó luôn luôn là tình trạng đóng. Khi nước nó chảy nó sẽ mở ra. Còn lại là nó sẽ luôn đóng như này và nắp bằng đồng nhá. Lên cho em là nắp cống đồng. Con này thì bên shop đang bán là 50.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 40k thôi. Lên cho em là nắp cống đồng này. Đó, nắp cống đồng. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một cái nắp cống đồng như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy. Đậy và phát hết luôn các bác nhá. Đó, các bác theo. Rất kín luôn. Đó. Nước chảy thì là nó sẽ mở và đóng lại thì nó sẽ đóng nhá. Rất tiện nhá. Đó. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k trong cái nắp cống đồng ngăn mùi như này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là nắp cống đồng ngăn mùi, giá sẽ là 40k một chiếc nhá. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, đặt vào cho em là xong này. Sử dụng dễ dàng. Đấy. Giúp ngăn mùi rất là tốt luôn. Đó, các bác thấy chưa? Nước xả xong cái đóng ngay. Đấy, đậy và phát khít luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc, chuyên để các bác sử dụng mình làm thực phẩm, làm thức ăn. Đấy, đồ ăn sống, đồ ăn chín, bóp nem, bóp nộn, hoặc là các bác dùng để mình vệ sinh chứ cũng ok hết. Găng tay của nó thì là bằng ni lông lụa nhá. Ni lông lụa cực kỳ bền đẹp và an toàn với sức khỏe luôn. Các bác, nó bằng lụa này, có độ giãn rất là tốt này. Một hộp này sẽ là 25k, số lượng của nó thì từ 80 đến 100 cái. Đây, các bác chỉ cần là đeo vào cho em là xong rồi. Đấy, đây. Chỉ cần đeo vào cho em là xong. Tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đeo được hết nhá. Dòng này thì nó khá là ôm tay và dùng nó rất là thật luôn. Và nó sẽ là bằng dạng như là bằng thuộc là nó thuộc cái dạng là túi bóng ni lông lụa. Cho nên là nó rất là dài, rất là dài. Thì các bác dùng rất là thích, không lo bị đứt nhá. Giá này sẽ là 25.000. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá. Đấy. Găng tay thức ăn này, giá sẽ là 25k nhá, 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu. Đấy, miếng dán ngải cứu. Đây, nó sẽ là một cái miếng hình tam giác như này. Các bác có thể dán vào cổ đây, nó dán vào cổ như này. Cổ, vai, gáy rồi bắp tay, bắp chân nhá. Đấy. Các bác bị đau cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân, dán hết được cho em, đốt sống lưng, đốt sống cổ nhá. Lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Đấy. Miếng dán ngải cứu này. Dán ngải cứu, giá sẽ là 25k trên một hộp như này nhá. 25.000 hộp miếng dán ngải cứu này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đấy, đồng hồ T8 đặt về cho bác cái mẫu vỏ hộp mới. Đấy, còn lại là đồng hồ thì vẫn như vậy thôi. Đấy, đồng hồ thân bằng nhôm này, thân bằng nhôm. Đấy, có 2 dây và một đốc sạc như này. Hàng cực kỳ xịn sò và cao cấp cho các bác luôn. Lên cho em đồng hồ T8 giá sẽ là 170.000 nhá. Đấy. Dòng này thì khi các bác nhận được hàng thì đa số nó sẽ là hết pin. Thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về đa số nó hết pin nhá. Con này thì có chức năng cho các bác là đo huyết áp này, đo nhịp tim và rất là nhiều chức năng khác nữa nhá. Đấy, lên cho em là đồng hồ T8 này. Đấy, T8 Pro đây. Giá sẽ là 170k nhá. 170k cho con đồng hồ T8 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Bộ ví hồng này thì bên shop đang bán cho các bác với giá đó là 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Đấy, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 50k thôi nhá.
50.000 cho bộ ví hồng như này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 1, 2, 3 cái bấm móng này. Đấy, một cái cắt da này. Đấy, rồi là kéo, tỉa lông mũi, rồi đầy đủ bộ sản phẩm như này. Lên mã giúp cho em là ví hồng nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 cho bộ ví hồng này thôi. Trước em đang bán là 60.000. Đặt này về cho các bác cái giá rất tốt luôn. 50.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Các bác có thể mua để mình trải nghiệm, mình sử dụng thôi nhá. Lên mã giúp cho em là ví hồng. Giá sẽ là 50.000. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Ví hồng này. Đó. Ví hồng giá sẽ là 50.000 một chiếc nhá. 50.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩy xanh nhá, tẩy xanh. Con này thì các bác chuyên dùng để mình tẩy son nồi. Đấy, tẩy son nồi, tẩy vành bánh ô tô. Dùng rất là ngon luôn, giá sẽ là 25.000. Đây nó có được tốt như quảng cáo không mọi người? Cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Ui, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Ui, cái kem nó rất ok các bác nhá. 25.000 lên em là tẩy xanh. Các bác lên cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25.000 nhá. Đấy, lên cho em là tẩy xanh này, giá sẽ là 25.000. Đó, 25.000 trong cái hộp tẩy xanh như này. 25.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gội đầu hàng của Thái Lan nhá, thương hiệu Clear. Đấy, dầu gội đầu Clear. Đấy, và hàng của Thái Lan. Con này thì bên shop bán rất là nhiều đây. Đấy. Dung tích của nó thì vào khoảng là trên 400ml các bác nhá, trên 400ml. Chai này là 450ml các bác này. Đấy, 450ml trong một chai như này. Đấy, có màu xanh và màu trắng như này. Lên mã giúp cho em là dầu gội đầu Clear nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Con này dùng rất là thích luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ quần áo mưa nhá. Đấy, bộ quần áo mưa. Đây, hàng của thương hiệu Tú Phong, VIP luôn coi nhá. Đấy, VIP Pro luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một quần và một áo này. Hàng chất lượng cho bác luôn. Giá sẽ là 195.000 nhá. 195.000 cho bộ quần áo mưa như này đây. Mặc vào nó sẽ đúng như trên hình này các bác này. Đúng như trên hình như này các bác nhá. Đấy, rất đẹp, hai lớp dày dẫn cho bác luôn, 195.000. Cái này các bác ra cửa hàng mua nó sẽ bán cho bác khoảng là 250 đến 300 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ này. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một máy, một cái bộ thẻ và một cái cáp sạc. Đấy, đây, cái máy của nó đây, về nhà các bác bật cái nguồn này lên cho em này. Đấy, bật cái nguồn lên các bác. Đấy. Và các bác bắt đầu sử dụng thôi nhá. Ở đây thì nó sẽ có khá nhiều các cái chủ đề cho các bác lựa chọn này. Đây, đấy. Father. Đấy, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn nhá. Mother. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có tới cho các bác là 220 chủ đề này các bác này. Đấy, rất là nhiều chủ đề khác nhau luôn. Đấy, rất nhiều thẻ với nhiều chủ đề khác nhau nhá. Gia đình, rồi cây cối, rồi trường học, rồi xe cộ. Đấy, song ngữ tiếng Anh tiếng Việt luôn cho các trẻ em nó chơi đây. Đấy, các chủ đề màu này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 lên mã giúp cho em là máy đọc thẻ này. Đấy, máy đọc thẻ. Máy đọc thẻ giá sẽ là 90.000 đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ dao sói này. Bộ dao sói giá sẽ là 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Bộ này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy, sẽ có cho các bác như này. Đấy. Đây. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba con dao. Đấy, có cho các bác là ba con dao, một cái nạo và một cái gắp như này. Đấy, ba con dao, một cái nạo, một cái gắp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên mã giúp cho em là bộ dao sói nhá. Giá sẽ là 100.000. Hàng siêu sắc bén cho các bác luôn.